chương 559, người kiến, bán thú nhân, đây là thiên tinh giới một loại rất kỳ lạ chủng tộc, mà lại cái chủng tộc này số lượng còn chưa không ít, xem như đặc thù trong chủng tộc nhất cường đại nhất tộc một trong. Thượng cổ thời đại nhân tộc còn không có quật khởi, yêu tộc bốn phía tàn phá bừa bãi, rất nhiều yêu tộc háo dâm, không thiếu có cường đại yêu tộc cướp đoạt nhân loại nữ tử, giao hợp về sau sinh hạ hậu đại. Những này hậu đại có di truyền yêu tộc trở thành yêu thú, có di truyền mẫu thân là thuần chủng nhân loại, nhưng càng nhiều hậu đại có được nhân tộc cùng yêu tộc song phương đặc thù, đây chính là bán thú nhân tồn tại. Trăm vạn năm đến, một đời truyền một đời, không ngừng diễn hóa cùng tiến hóa, bán thú nhân tạo thành một cái đặc biệt tộc đàn, bán thú nhân trong khung di truyền yêu thú háo dâm, sở dĩ sinh sôi thật nhanh, rất nhanh lớn mạnh. Bởi vì khuếch trương quá nhanh, bán thú tộc từng chịu đến nhân tộc liên hợp áp chế, về sau bán thú nhân tộc học thông minh, không tại nhân tộc trong đại lục tranh bá, ngược lại đi chiếm lĩnh những cái kia nhân tộc thưa thất tiểu đại lục. Giang giật giờ phút này chỗ thú nhân đại lục, liền là bán thú nhân chiếm cứ một cái đại lục một trong. Bán thú nhân, đã mang theo một cái chữ nhân, vậy khẳng định cùng người có chút chỗ tương đồng, tự cùng ngư nhân tộc đồng dạng. Nghiêm chỉnh mà nói ngư nhân tộc cũng có thể miễn cường coi như bán thú nhân, bất quá không phải chân chính thuần chủng bán thú nhân. Trên thực tế, bán thú nhân bề ngoài cùng người khác biệt cũng không lớn, giống như một người ngoài ý muốn tao ngộ một đám bán thú nhân, hắn lần đầu tiên nhìn sang, tuyệt đối sẽ tưởng rằng một đám phổ thông nhân tộc. Đương nhiên, giống như chỉ là như vậy, nhân tộc cũng sẽ không cho bán thú nhân lấy một cái danh tự như vậy. Bán thú nhân có một loại rất thần kỳ năng lực, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, có thể biến thân, có thể hóa thú, có thể để cho mình có được đặc thù thần thông. Bọn hắn không biến thân lúc cùng nhân tộc giống nhau như đúc, có thể tu luyện, có thể tìm hiểu đạo văn, có thể tu luyện tới thần du cảnh, kim cương cảnh, thậm chí thiên quân cảnh. Bọn hắn tại biến thân về sau, có được viễn cổ đại yêu năng lực, tỉ như tốc độ tăng tốc, thân thể phòng ngự tăng cường, lực công kích tăng cường, hoặc là có được các loại thần kỳ quỷ dị năng lực, sức chiến đấu biêu hãn đến cực điểm. Sở dĩ bán thú nhân là một cái rất mạnh mẽ chủng tộc, tại toàn bộ thiên tinh giới là một cỗ không thể bỏ qua thế lực cường đại. Giờ phút này Giang Giật liền đã cảm nhận được bán thú nhân không tầm thường. Thần thức có thể dò xét, phía trước dưới mặt đất vô số người kiến chen chúc mà đến, rất nhiều người kiến đều đã biến thân, đầu cùng mặt mặc dù vẫn là cùng người giống nhau như đúc, nhưng phía dưới đã biến thành kiến tộc thân thể thân thể của bọn nó thế mà biến thành một tiết một tiết, làn da cũng thay đổi thành thể xác. Hai bên toát ra sáu đầu chân dài, trên đầu cũng toát ra dâu dài, sau khi biến thân người kiến không còn đứng thẳng hành tẩu, như kiến tộc trên mặt đất bỏ sát, trên đầu dâu dài xoắn động, phía trước đất đá nhao nhao hóa thành bột mịn, từng cái người kiến mang theo hung lệ khí tức hướng bên này vọt tới. Hưu, thanh ngư thân thể đã bay vụt mà đến, trường kiếm trong tay bắn ra đạo đạo kiếm khí, như từng thanh từng thanh như đao tử hướng phía trước người kiến bổ tới phanh phanh phanh, để giang giật bọn người kinh dị là, thanh ngư nguyên lực công kích như thế hung tàn, bổ vào phía trước nhất mấy cái người kiến trên thân thể xác bên trên lại. Bay ra ngoài, tựa như một mảnh ngói tại trên nước đánh lên nước phiêu, không có cho kia mấy cái người kiến theo thành nửa điểm tổn thương, cuối cùng xuất tại trên lối đi đất đá bên trên, đem bốn phía đất đá bích bắn ra ngàn vết lở loét tám khổng. Đương nhiên, thanh ngư đại bộ phận nguyên lực công kích vẫn là thành công rồi, rất nhiều người kiến bị tạc bay, sáu đầu lông xù chân dài toàn bộ bị tạc đoạn, trên đầu toát ra dâu dài cũng bị nổ đoạn, ở trong đường hầm lăn lộn kêu thảm không ngớt. Cái này người kiến trên người thể xác có gì đó quái lạ a. À. Phượng Loan cùng Giang giật lướt nhau, hai người thần thức dò xét đến, những cái kia bị tạc bay người kiến thân thể đều vô sự, một chút cấp thấp người kiến đầu đều bạo liệt, nhưng là thân thể lại bởi vì màu vàng sậm thể xác bảo hộ, không có nửa điểm thụ thương. Thanh ngư, công kích tay chân của bọn nó cùng đầu. Phượng Loan khẽ quát một tiếng, nàng dò xét đến người kiến bên trong người mạnh nhất chỉ có kim cương nhất trọng, người kiến tuy nhiều, nhưng không đủ gây sợ, cho nên nàng cũng không có xuất thủ, thậm chí đều không có tiết ra ngoài nửa điểm khí tức, miễn cho người kiến đào tẩu. Giang giật cũng không có chú ý chiến đấu, thần thức nhiều hứng thú tại người kiến trên thân thể màu vàng sậm thể xác bên trên quét tới quét lui. Nhất là thanh ngư nguyên lực công kích bổ chúng thể xác lúc, tinh thần của hắn càng là hoàn toàn yên lặng đi vào, muốn nhìn một chút cái này người kiến là thế nào đem nguyên lực công kích chuyển di đi ra a à, cái này người kiến thể xác bên trong lại có năng lượng nhanh chóng lưu động cái này năng lượng lưu động quỹ tích thật kỳ dị a à? chẳng lẽ người kiến thể xác có thể đem công kích chuyển di thậm chí bắn ngược ra ngoài cũng là bởi vì những năng lượng này đang lưu động giang giật đôi mắt dần dần trở nên mông lung sau đó dứt khoát nhắm mắt lại cả người đều rơi vào trầm tư bên trong quên đi hết thảy một lòng yên lặng tại người kiến thể xác bên trong dòng năng lượng động quỹ tích bên trong theo lý mà nói cái này thể xác là tuyệt đối ngăn không được thanh ngư nguyên lực công kích sự thật cũng đã chứng minh điểm này, những cái kia chết đi người kiến thể xác bị bắn ra mà ra nguyên lực công kích đập chúng về sau, lập tức hóa thành cho bụi, sở dĩ vấn đề khẳng định xuất hiện ở lấy lưu động năng lượng trên thân. Đáng tiếc, Giang giật dò xét thật lâu, vẫn là không có sở đến một tia quyết khiếu, cái kia năng lượng lưu động quỹ tích tuyến đường quá quỷ dị phức tạp, tựa như một cái thần kỳ giường già đại trận. Giang giật không hiểu cấm chế, tự nhiên không rõ cái này người kiến là như thế nào làm được. Đúng rồi, đem cái này năng lượng lưu động quý tích mô phỏng ra một bức tuyến lộ đồ, trước nhớ kỹ. Hắn đột nhiên linh hồn chấn động, không nghĩ ra, không dùng được, trước tiên có thể cưỡng ép học thuộc, vạn nhất về sau có thể tìm hiểu đâu. Người kiến còn có rất nhiều, chiến đấu còn tại tiếp tục, kia kim cương cảnh người kiến thống lĩnh cũng không có xuất chiến, cũng không có hạ lệnh lui binh, xa xa tại quan sát. Thanh ngư như một cái sát thần mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị nàng nguyên lực công kích bổ chúng người kiến, hoặc là nổ bay ra ngoài, hoặc là tay chân bị chặt đứt, nàng tốc độ quá nhanh, những này cấp thấp người kiến công kích căn bản không gây thương tổn được hắn. Giang giật thần thức khóa chặt tại từng cái người kiến trong thân thể thể xác bên trên, không ngừng trong đầu khắc ra một vài bước dòng năng lượng động tuyến lộ đồ. Tại gần nửa nén hương thời gian về sau, người kiến bị chém giết hơn phân nửa, người kiến thống lĩnh rốt cuộc sợ hãi một tiếng kêu to lui binh lúc, hắn rốt cuộc đem cái này tuyến lộ đồ khắc họa xuống dưới, ghi lại ở trong đầu. Không tệ, thứ này nếu có thể cảm ngộ ra, gia trì tại cấm chế trong trận pháp, uy lực khẳng định không tầm thường. Giang giật nhớ tới đế cung bên trong rất thích nghiên cứu cấm chế vân phỉ, dự định quay đầu đem cái này tuyến lộ đồ giao cho nàng, nói không chừng có thể làm cho nàng bố trí ra rất lợi hại cấm chế. Ngẫm lại nếu là bố trí ra một cái cường đại phòng ngự vòng bảo hộ, địch nhân lúc công kích, sẽ tự động đem công kích chuyển di trượt ra, hoặc là dứt khoát bắn ngược trở về, cái này phòng ngự vòng bảo hộ không nói cái gì, có thể chống đỡ thời gian khẳng định sẽ rất lâu. Dị tộc nhân, còn không ngừng tay dám vào xâm ta thú nhân đại lục, tập sát chúng ta, ta ức vạn bán thú tộc định không dễ tha. Nhanh chóng dừng tay, bó tay chịu chói, nói thật cho các người biết đi, ta đã phái con dân đi cầu viện, ta bán thú nhân đại quân lập tức sẽ đến tiếp viện, đến lúc đó các người tuyệt đối chết không có chỗ chôn Phía trước truyền đến người kiến thống lĩnh quát lớn âm thanh, nói là thiên tinh giới thông dụng lời nói, vẫn là tiêu chuẩn. Giang giật tỉnh táo lại, thần thức quét qua, nhìn thấy còn có gần ngàn người kiến chính hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, thanh ngư mặc dù một đường truy sát, nhưng trở ngại dưới đất hành động luôn có ta ảnh hưởng, sở dĩ muốn trong thời gian ngắn toàn bộ chém giết là không thể nào. Hắn con ngươi hàn quang lóe lên, trầm giọng hạ lệnh, Phượng Nhi, ngươi ra tay giúp thanh ngư một cái, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải tại thú nhân đại quân vây quét trước đó xông ra thú nhân đại lục, nếu không động tính nguyên nào quá lớn, lại có đại phiền toái. Cắt cắt chương 560, thứ 49 số tiểu nô thân thế. Thiên quân cường giả vừa ra tay, liền biết có hay không. Phượng Loan hai tay tùy ý múa mấy lần, bốn phía trở nên đen kịt một màu, mà cái này đen nhánh chỉ là kéo dài 10 hơi thời gian, hắc ám tự tán đi, giang giật cùng giang tiểu nô cũng có thể mượn nhờ đào một thú sừng thú bên trên tia sáng màu vàng thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật. Toàn bộ giết chết, giang giật nhìn thấy Phượng Loan sừng sững tại đào một thú to lớn trên đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình âm thầm giật mình hắn thần thức quét qua quả nhiên phát hiện bốn phía chạy trốn người kiến toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi sớm đã không còn khí tức đồng thời hắn còn phát hiện một loại kỳ lạ hiện tượng sở hữu người kiến trong đôi mắt đều là hoảng sợ tựa hồ bị dọa chết tươi lợi hải hắn hướng phượng loan giơ ngón tay cái lên hỏi phượng nhi người đây là thần thông gì a à, hảo hảo bá đạo công tử quá khen rồi thủ đoạn nhỏ mà thôi phượng loan trong miệng nói đến khiêm tốn gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là hiển hiện một tia đỏ tươi, ánh mắt bắn ra bốn phía, cố phán sinh tư, hiển nhiên có chút tự ngạo, nàng dừng một chút giải thích nói, những này người kiến thực lực rất thấp, vừa rồi kia người kiến thống lĩnh cũng bị thanh ngư đánh chết, sở dĩ ta thả ra hắc ám đạo văn về sau, sở hữu người kiến đều không động được. Sau đó ta lại thả ra một loại chúng ta phượng ra độc môn thần thông kinh thần, đây là một loại công kích linh hồn thần thông, có thể quần thể công kích, giống như đơn nhất phóng xuất ra uy lực không lớn, nhưng phối hợp hắc ám đạo văn uy lực cũng khá, đừng nói những này cấp thấp người kiến, liền xem như thần du đỉnh phong đều có thể nhẹ nhõm ngủ chết, đương nhiên kim cương cường giả gần như vô hiệu. Ngoá, Giang giật cùng Giang tiểu nô lướt nhau, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phượng loan hắc ám đạo văn cùng kinh thần thần thông phối hợp lại càng như thế kinh khủng, đừng nói gần đây ngàn người kiến, sợ là đến trăm vạn người kiến cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát A. À. Công tử Phượng Loan có chút trần chờ mà hỏi, chẳng lẽ người muốn học môn thần thông này nếu như muốn? Phượng Nhi có thể dạy ngươi. Không cần, không cần. Giang giật khoát tay áo một cái từ chối, không có hắc ám đạo văn, cái này kinh thần cũng chính là gân gà, trừ phi linh hồn có thể đạt tới rất mạnh tình trạng. Phượng Loan cũng đã nói, đây là Phượng gia độc môn tuyệt kỹ, hắn làm sao có ý tứ để Phượng Loan khó xử. Đi, hắn vung tay lên, khống chế đại hoàng hướng phía trước lao nhanh, phía trước thanh ngư bay vụt mà quay về, cũng tới đảo một thú trên lưng. Đào một thú tốc độ tại nàng cùng Phượng Loan nhìn quá chậm quá chậm, nhưng Giang Giật không để cho chính các nàng tiến lên, các nàng cũng không tốt tự tiện hành động. Giang Giật kỳ thật cũng ghét bỏ đào một thú tốc độ quá chậm, chỉ là hắn đáp ứng Giang Tiểu Nô muốn dẫn lấy nàng một đường du ngoạn, Tiểu Nô nàng không biến thân, thực lực yếu đến đáng thương, sau khi biến thân đến lúc đó thực lực hung hãn dọa người, vấn đề là không thể bền bỉ A, tổng không thành để phượng loan bọn người cõng nàng đi đường A. Biến thân, Giang Giật lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Nô nói, Tiểu Nô, chẳng lẽ các ngươi mặc vũ tộc cũng thuộc về bán thú tộc ta xem tư liệu cái này bán thú nhân bình thường đều cùng nhân tộc đồng dạng chiến đấu có thể biến thân sau khi biến thân thực lực đều có thể tăng cường cùng ngươi tình huống rất tương tự a à? đúng rồi phượng loan các ngươi nghe nói qua mặc vũ tộc sao tiểu nô thân thế một mực là bí mật giang giật chỉ biết là nàng là y phiêu phiêu từ bên ngoài nhận nuôi trở về mặt khác biết rõ nàng là mặc vũ tộc còn lại không có nửa điểm tư liệu giờ phút này có chút manh mối giang giật tự nhiên muốn giúp nàng hỏi thăm một chút nàng có trở về hay không trong tộc là một chuyện khác ít nhất cũng phải để nàng biết rõ nàng cố hương cùng tộc đàn con ở đâu a à. ta cũng không biết tiểu nô cao mày xem cái này người kiến dáng vẻ nghe giang giật giảng giải tiểu nô cũng mơ hồ mắt to nhìn về phía phượng loan ẩn ẩn có chút chờ mong phượng loan nhìn chằm chằm giang tiểu nô nhìn mấy lần rất xác định lắc đầu nói không phải tiểu nô tiểu thư hẳn không phải là bán thú nhân tộc bán thú tộc không có mạnh như vậy tiểu thư hẳn là một loại càng trùng tộc mạnh mẽ. Ta phượng ra đối toàn bộ thiên tinh giới bán thú tộc đều có ghi chép, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua mặc vũ tộc. Mà lại, ta cảm giác tiểu nô tiểu thư trên thân không có thú tính, bán thú nhân mặc dù bề ngoài giống như người, nhưng xương cốt bên trong vẫn là có thú tính, tiểu thư trên thân lại là thuần chủng nhân loại khí thức, sau khi biến thân đồng dạng là, sở dĩ tiểu thư tuyệt đối không phải bán thú tộc. a à, Giang giật cùng Giang tiểu nô mơ hồ, Giang tiểu nô trùng tộc như thế cường đại, theo đạo lý các nàng nhất tộc hẳn là đã sớm danh dương thiên tinh giới A, vì sao Phượng ra nhưng không có mặc vũ tộc ghi chép. Phượng Loan nhìn thấy hai người trong mắt thất vọng, cười cười nói ra, công tử cùng tiểu thư cũng đừng nhụt chí chúng ta Phượng ra tiên tổ mặc dù nhiều lần đi Đông Hoàng Đại Lục, nhưng cũng chỉ là tại phía Tây đi lòng vòng liền trở lại. Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều chuyện, các nàng cũng không biết đấy, chờ chúng ta đi bên kia mới hảo hảo tìm hiểu đi. Đúng, Giang giật hai người nhận đồng nhẹ gật đầu, Đông Hoàng Đại Lục rộng lớn vô biên, bên trong vạn tộc san sát, phượng gia tiên tổ cũng không dám xâm nhập đại lục, có thể được biết bao nhiêu đại lục tư liệu cùng tân bí. Tiểu nô mặc vũ thần công mới tu luyện đến đệ nhất trọng đỉnh phong, thực lực tụ đạt tới kim cương đỉnh phong, có thể tưởng tượng mặc vũ tộc là cỡ nào cường đại. Nếu là đi đông hoàng đại lục có thể tìm tới tiểu nô tộc đàn, nói không chừng có thể thu được các nàng trợ giúp, đến lúc đó giải cứu như tuyết hy vọng càng lớn hơn. Giang giật âm thầm nghĩ, trong lòng đối với Đông Hoàng Đại Lục cũng càng thêm mong đợi. Nơi đó cũng là cường giả thiên đường, có vô số mật cảnh, di chỉ, phế tích, bảo địa, bất kỳ cái gì một cái võ giả, chỉ cần nghĩ sừng sướng võ đạo đỉnh phong, đều sẽ khát vọng đi đông hoàng đại lục, bằng vào đao kiếm trong tay giết ra một đường máu, thành tựu một phen bán nghiệp. Dầm dầm dầm, thú nhân đại lục vạn trượng dưới mặt đất, không ngừng bộc phát ra kịch liệt chiến đấu, giang giật bọn người lựa chọn từ dưới đất đi, tựa hồ cũng không phải là một kiện quyết định rất tốt. Nếu là còn lại đại lục, lòng đất sẽ rất an toàn, cho dù có ta quen thuộc trong lòng đất sinh hoạt yêu thú số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng thú nhân đại lục vừa vặn tương phản, toàn bộ đại lục dưới mặt đất có vô số bán thú nhân, tỷ như kiến nhân tộc, xà nhân tộc, thử nhân tộc, hạt nhân tộc. Thú nhân đại lục các loại bán thú tộc rất rất nhiều, sinh sôi tốc độ cũng quá nhanh, sở dĩ riêng phần mình phân chia địa bàn, kiến nhân tộc, xà nhân tộc, thử nhân tộc này một ít quen thuộc lòng đất sinh hoạt bán thú tộc, đem toàn bộ đại lục lòng đất đều chiếm cứ, còn trong lòng đất thành lập rất nhiều thành trì. Giang giật bọn người gần như mỗi lần hành tẩu mấy canh giờ, liền sẽ gặp được bán thú tộc. Cứ việc mỗi lần Giang giật đều sẽ để Phượng Loan cùng Thanh Ngư xuất thủ đem toàn bộ bán thú nhân xử lý, không đi để lọt nửa điểm phong thanh, nhưng là lòng đất là kiến nhân tộc xà nhân tộc địa bàn của bọn nó. Giang giật bọn người một đường đồ sát, lưu lại vô số tàn thi, tự nhiên sẽ kinh động đến lòng đất những cái kia bán thú tộc. Thế là, các nàng tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, phía trước ngăn chặn bán thú nhân đại quân càng ngày càng nhiều. Tại Giang giật bọn người tiến vào đại lục 3 ngày sau, phía trước kiến nhân tộc đại quân gần như liên tục không ngừng chạy đến, mấy ngày thời gian Thanh Ngư Phượng Loan đánh giết bán thú tộc cũng đạt tới hơn 10 vạn. Thủ hạ có người, mấy ngày nay Giang giật ngược lại là nhàn nhã, hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, mỗi lần đều là Thanh Ngư cùng Phượng Loan xuất khích, nhẹ nhõm miểu sát một mảnh. Chỉ là nhìn thấy trước phương nguyên nguyên không ngừng bán thú tộc đại quân, Giang giật cũng yêu sầu, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp A. À giống như đánh giết quá nhiều bán thú nhân, sớm muộn sẽ kinh động trên lục địa bán thú nhân cường giả, tiếp theo kinh động toàn bộ thú nhân đại lục, giống như võ điện tại cái này có phần điện, hành tung của các nàng sẽ lập tức bại lộ. Hắn con người chuyển động vài vòng, cuối cùng hạ lệnh, quát lớn, phượng nhi, thanh ngư mau đem sở hữu bán thú tộc chém giết, chúng ta lập tức đi trên mặt đất, tìm tới bọn hắn bán thú tộc đại đế, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống. Nếu không tiếp tục như vậy, còn không có xuyên qua đại lục, võ điện sứ giả tụ đuổi tới chương 561, chấm mút, ầm, một cái trong hạp gốc, mặt đất đột nhiên nổ tung, hai thân ảnh tại đầy trời đất đá bên trong bay bắn mà ra. Vừa ra tới về sau, hai người đồng loạt phóng thích thần thức bốn phía dò xét, xác định không có nguy hiểm sau một cái tuổi trẻ đầu chọc nam tử. Làm thủ thế, một cái khác cô gái xinh đẹp như quỷ mị hướng bốn phía tránh đi, tại phụ cận đề phòng. Thần nhiệm, đầu chọc tuổi trẻ nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhẹ giọng nói một câu, trên thân sáng lên bạch quang thần thức như u phong hướng bốn phía phúc tán mà đi, trong đầu cũng hiện ra từng bức họa, trọn vẹn hao tốn thời gian một nén nhang, dò xét phương viên mấy chục vạn lý sau mới mở to mắt. Hưu, hắn thân thể trên mặt đất bắn ra mà đi, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, ẩn thân tại trong rừng cây tuyệt mỹ nữ tử vội vàng vọt ra, thật xa tựu nhẹ giọng nói ra công tử, thế nào? Tốt, xác định lộ tuyến, Phượng Nhi mang theo chiều ta bên kia đi. Tuổi trẻ nam tử cười nhạt một tiếng, kia như đao gọt gương mặt bên trên hiện ra ánh sáng tự tin, giờ phút này đúng lúc là ánh bình minh vừa ló giạc ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên mặt, để đối diện nữ tử thấy một trận hoa mắt. Tốt, nữ tử ánh mắt thoáng cái tránh ra, phi thân tới một tay sách theo nam tử cánh tay nhanh chóng bôn tẩu, tốc độ của nàng quá nhanh, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như phi hồng bay ra ngoài, mấy cái trong chớp mắt tự vượt ngang mấy cái sơn lính. Bên phải, theo núi này cước đi, chú ý ẩn nấp thân hình, bên này có một cái báo nhân bộ lạc phía trước là một mảnh bình nguyên, Phượng Nhi, người thần thức chú ý dò xét, nếu là gặp được có lạc đàn bán thú nhân, phải lập tức miểu sát, thi thể đều không cần lưu lại. Đừng đi bên kia, kia có một con sông lớn, trong sông có bán thú nhân. Xoay trái, tuyệt mỹ nữ tử mang theo tuổi trẻ đầu chọc nam tử như quỷ mị chạy vội, nam tử thì không ngừng cho nàng chỉ đường. Vô cùng thần kỳ chính là chung quanh đây bán thú nhân bộ lạc ít nhất có mấy vạn cái, bán thú nhân cũng đạt tới mấy trăm vạn, nhưng hai người một đường ghé qua dòng dã năm canh giờ, đều không có bị bất kỳ một cái nào bán thú nhân phát hiện, không có gây nên một cái bán thú nhân bộ lạc bạo động. Tốt, dừng lại, tại một tòa thạch lâm bên trong, tuổi trẻ nam tử đột nhiên quát khẽ, nữ tử thân thể dừng lại, có chút thờ hồn hển một hơi, lúc này mới ngạc nhiên nhìn qua nam tử nói, công tử, người đây là thần thông gì có thể biết trước chúng ta vừa rồi ít nhất xuyên qua có 60 vạn dặm đường A. Ha ha, tuổi trẻ nam tử tự nhiên là gian giật, nữ tử thì là phượng loan, Giang Giật quyết định bên trên mặt đất thẳng đến thú nhân đại lục vương thành cầm xuống thú nhân đại đế về sau liền đem thanh ngư cùng Giang tiểu nô thu vào đế cung đào một thú cũng thu vào hắn để Phượng Loan mang theo hắn đi bằng vào hắn thần niệm vu thuật dò xét tình huống xung quanh một đường hữu kinh vô hiểm ghé qua mà qua sự thật chứng minh biện pháp của hắn hiệu quả rất không tệ hắn không có cho Phượng Loan giải thích bởi vì cái này thần niệm vu thuật không có khả năng truyền cho ngoại nhân Vu Thần sớm có bản giao hắn lại ngồi xếp bằng tiếp tục phóng thích thần niệm vô thuật, hắn mỗi lần chỉ dò xét phương viên mấy chục vạn lý tình huống, dạng này tốn hao thời gian cùng hồn lực rất ít, hắn cũng không gặp qua tại mỏi mệt mê man đi qua. Tốt, Phượng Nhi, tiếp tục đi đường, sau một nén hương, Giang giật mở mắt, trong mắt của hắn có chút nhàn nhạt dã rời, bất quá thời gian gấp gáp, hắn cũng không muốn thêm chậm trễ thời gian. Thú nhân đại lục vương thành cách nơi này có chút xa, coi như dùng phượng loan tốc độ cũng ít nhất cần một ngày một đêm thời gian, dưới mặt đất người kiến, xà nhân nếu là tìm tới không đến bọn hắn, khẳng định hội đoán được bọn hắn lên mặt đất, đến lúc đó tin tức truyền ra, gây nên võ điện chú ý tự phí công nhọc sức. Phượng Loan giờ phút này ẩn thân tại giang giật đỉnh đầu trên một cây đại thụ, để phòng chung quanh, nghe được giang giật nàng thân thể trượt xuống, vừa vặn một trận gió mát phất phơ thổi, đưa nàng ngũ thải hà bào thổi lên, lộ ra bên trong một đôi trắng bóng xinh đẹp chân dài, còn có một đầu ngắn ngủi đường viền quần lót. Lộc cộc, lộc cộc, giang giật vốn có chút mệt mỏi tâm thần, thoáng cái tỉnh lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trên kia hai đầu trắng bóng đùi, yết hầu theo bản năng nuốt nước miếng, vậy cũng là xâm lược tình ánh mắt nhìn đến Phượng Loan mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không thôi. Cũng may hai người đều rất tiết chế, Giang giật rất nhanh cúi đầu, Phượng Loan sắc mặt cũng khôi phục bình thường, phi thân xuống tới một tay sách theo Giang giật hướng nơi xa chạy như bay. Thơm quá, Giang giật mới vừa rồi bị Phượng Minh mang theo bôn tẩu mấy canh giờ, thời gian này suy nghĩ đều đang nhớ lại dò xét địa hình, nào có tâm tình suy nghĩ sự tình khác. Giờ phút này bởi vì thấy được cái không nên nhìn đồ vật, trong đầu có chút ý niệm, sở dĩ tại Phượng Loan sách theo hắn lúc, dưới đầu ý thức hướng Phượng Loan thân thể mềm mại tới gần một chút, cũng ngửi thấy một cỗ như lan tựa như xả mùi thơm ngát, thoang cái có chút tâm viên ý mã, lúc đầu treo trên bầu trời tay, cũng không tự giác dán tại Phượng Loan thân eo bên trên. a à, Phượng Loan thân thể mềm mại khẽ run lên, đã khôi phục bình tĩnh gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện lên một vòng đỏ tươi, nàng bước chân dừng lại, không còn hành tẩu. Giang giật giật mình tỉnh lại, có chút lúng túng nắm tay chuyển đến, nghiêm trang hỏi: Phượng Nhi a, à, làm sao không đi? Phượng Loan cúi đầu không dám nhìn Giang giật, thấp giọng nói ra: Công tử, người không chỉ đường đi như thế nào a à, phía trước có cái bán thú nhân bộ lạc, chẳng lẽ chúng ta bay thẳng mà đi? A, à, Giang giật mặt mo đỏ ửng, gượng cười hai tiếng, không còn dám làm loạn, nhớ lại thoáng cái vừa rồi dò xét tình huống, vỗ đầu một cái nói: Khụ khụ ta nhất thời quên đi, chúng ta hẳn là hướng bên kia đi. Phượng Loan mắt trợn trắng lên quay đầu trở về, Giang giật cũng tập trung ý chí, bắt đầu nghiêm túc chỉ đường. Bất quá một đường đi tới, hắn mũi tử không đoạn co rúm, nghe Phượng Loan mùi thơm cơ thể, trong đầu hội không bị khống chế hiển hiện hắn tại hải đảo bên trong, dò xét đến Phượng Loan cùng thanh ngư hoan hảo tràng cảnh. Sở dĩ hắn một đường thường xuyên đang thất thần, tay mượn bôn tẩu lúc thân thể lắc lư, thỉnh thoảng đụng chạm Phượng Loan thân thể thoáng cái, rất không biết xấu hổ chấm mút. Khi hắn dư quang nhìn thấy Phượng Loan cũng không có nửa điểm bất mãn, ngược lại tiểu nữ nhân có chút thẹn thùng, hắn càng thêm lớn mật rõ ràng Phượng Loan đi đường rất bình ổn, tay của hắn lại tự động hoảng đáng, mờ u bàn tay thỉnh thoảng tại nàng eo nhỏ nhắn, trên mông lớn lướt qua. Nếu không phải Phượng Loan một mực tại phóng thích thần thức dò xét, sợ là rất nhiều lần đều sẽ xông vào bán thú nhân trong bộ lạc. Bất quá theo không ngừng tới gần thú nhân tộc Vương Thành, chung quanh đây bộ lạc càng ngày càng nhiều, mà lại một chút cường đại trong bộ lạc có kim cương cường giả, Giang giật không dám chấm mút cùng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm bắt đầu đi đường. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, hai người cũng không có nghỉ ngơi, tại Giang giật lại phóng thích một lần thần niệm vô thuật dò xét về sau, hai người đi đường suốt đêm, thẳng đến thú nhân đại lục Vương Thành. Sở dĩ khẳng định như vậy đây là thú nhân tộc Vương Thành, là bởi vì thú nhân đại lục tối cường kim cương cường giả tối đỉnh ngay tại cái này thành trì bên trong, thành nội kim cương cường giả đạt tới 15 tên nhiều. Đi đường một đêm, tại hừng đông thời gian hai người rốt cục chạy tới vương thành phụ cận lần này hai người không có mạo muội xông vào trong vương thành mà là tại ngoài thành một cái trong núi hoang ngừng lại nghỉ ngơi tiếp lấy mông lung nắng sớm phượng loan nhìn qua xa xa thành trì nhẹ giọng hỏi công tử chế trúc trực tiếp giết đi vào bắt lấy bọn hắn đại đế sao không giang giật lắc đầu rất quả quyết nói ra nếu như chúng ta giết đi vào muốn không bại lộ lời nói kia chỉ có huyết tẩy toàn thành thành nội bán thú nhân bình dân có mấy trăm vạn võ giả có thể giết, bình dân vô tội. Chế chút ta muốn đem bọn hắn đại đế dẫn ra, tại cái này bố trí mai phục bắt lấy hắn đi. Ừm, công tử cao thượng, lên trời có đức hiếu sinh, mặc dù người ta trong tay nhuộm hết tiên huyết, nhưng có thể không tạo sát nghiệt, vẫn là không muốn tạo. Phượng Loan rất là tán đồng nhẹ gật đầu, các nàng chui vào bán thú nhân đại lục, bán thú nhân võ giả muốn truy sát các nàng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các nàng thực lực cường đại, phản sát bọn chúng cũng là bình thường, nhưng nếu là đồ sát đại lục bình dân, vậy thì có tổn hại âm đức, cũng dễ dàng mất đi bản tâm, rơi vào ma đạo. chương 562, đồ Duệ công tử, Giang giật không có đoán sai, cái này cửu thành đích thật là thú nhân tộc Vương Thành, thành nội cái kia kim cương cường giả tối đỉnh là thú nhân đại lục đại đế. Nga, bên trên ba sao, trong thành lớn nhất tòa thành đại điện bên trong, vô số thị nữ xuyên thấu đi ra, dâng lên rượu ngon món ngon. Những này thị nữ mặc đều rất bại lộ, thấp ngực váy dài, phía dưới còn xẻ ta, lộ ra từng đầu trắng bóng đùi, những này thị nữ tựa hồ cũng là một loại kỳ lạ bán thú tộc, con mắt đều là mắt phượng, bên trong ánh mắt chấp động, đều là mỹ ý. Đại điện bên ngoài đều là cường tráng quân sĩ, tay cầm xiên thép, trường thương, không lọt vào mắt đi vào đi ra thị nữ, toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng giữ xâm nghiêm. Ai nha, một tên thị nữ bởi vì đi đường lúc không cẩn thận, đạp hụt bước chân, thoáng cái té lăn trên đất, trong tay bưng một vò rượu ngon cũng đập xuống trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang lanh lành, năm xưa rượu ngon rơi đầy đất, tản mát ra say lòng người mùi rượu. a, à, thị nữ sắc mặt thoáng cái biến sắc tuyết trắng, con mắt đột nhiên hướng phía cửa đứng thẳng thị vệ nhìn lại, nhưng đợi nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cây trường thương hóa thành độc xà đâm tới, nàng đều không kịp hét thảm một tiếng, đầu bị đâm xuyên, tại chỗ tử vong. hừ, hôm nay đại đế mở tiệc chiêu đãi quý khách, ai dám lười biếng, giết không tha. một tên người mặc hoa lệ chiến khải cao lớn nam tử thu hồi trường thương. Ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía ngoài thị nữ nhìn lướt qua, những thị nữ kia toàn bộ thân thể mềm mại run lên, thận trọng nhấc chân hướng bên trong đi đến, không ai dám nhìn xuống đất bên trên thi thể một chút. Đại điện bên trong rất xa hoa, cùng nhân tộc ở lại đại điện không có khác nhau, một đầu tuyết trắng thảm đem đại điện chia hai bên, bên trái bày đầy hoàng kim đài, mỗi cái hoàng kim đài sau đều có một tên cường giả ngồi trên mặt đất, thượng thủ vị thì trưng bày một cái cự đại từ kim đài, phía sau ngồi một cái lưng hùm vai gấu trung niên nam tử. Cái này nam tử là chân chính lưng hùm vai gấu, mặc dù ngồi trên mặt đất, nhưng thân thể còn đạt đến cao một trượng, cánh tay so với cái kia thị nữ đùi còn lớn hơn cường tráng gấp hai. Hắn người mặc màu hoàng kim chiến giáp, một mặt dâu quai nón, một đôi tròn trịa tròng mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên hung quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Tráng kiện nam tử bưng lên một cái cửa đại hoàng kim chén rượu, ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng ở bên trái thượng thủ vị một cái tuổi trẻ nam tử trên thân, nhếch miệng cười nói, tới tới tới, đại gia nâng chén, hoan nghênh đồ rưỡi công tử đến thú nhân đại lục làm khách, chúng ta nâng ly ba ngày ba đêm, không say không nghỉ. Đại điện bên trong hơn 10 người đều đứng dậy, hai tay nâng chén, ánh mắt khóa chặt trái thượng vị tuổi trẻ công tử, cung kính quát khẽ nói kính đồ rưỡi công tử. Ha ha ha, mông đế khách khí, chư quân mời ngồi. Công tử trẻ tuổi người mặc một thân váy lục, khí độ bất phàm, đối mặt một đám thú nhân đại lục trí cường giả, hắn lại không có đứng dậy, mà là trong chiều năm tráng hán mỉm cười, xa xa nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Bị công tử trẻ tuổi gọi là mông đế trung niên tráng hán, nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên đại chén rượu ngửa đầu uống xong. Bất quá rượu này vừa mới uống một nửa, sắc mặt hắn dây lát biến, trống tròn trong con người đằng đằng sát khí nhìn về phía đại điện bên ngoài, khí thế trên người cũng đột nhiên dâng lên, ép tới bên người hai tên thị nữ sợ hãi quỳ xuống. Ừ, đồ rể công tử cùng đại điện bên trong kim cương cường giả đã nhận ra mông đế dị trạc, ánh mắt đều đầu tới, con người bốn phía chuyển động, nhao nhao suy đoán phát sinh đại sự. ầm, mông đế chén rượu trong tay đột nhiên đập xuống trên mặt đất, thình lình đứng dậy, hắn hướng đồ rời công tử chắp tay nói, công tử an tọa bên ngoài có một hai cái đạo trích chi đồ, đối đãi ta đi đưa các nàng đầu nâng trở về cho công tử nhắm rượu trợ hứng. Đại đế, không cần người xuất mã chúng ta xuất chiến là được. Đại điện bên trong một đám cường giả nhao nhao đứng dậy, đồ rời công tử cũng u u cười nói, đã cái này đạo trích chi đồ đều có thể kinh động mông đế, nghĩ đến cũng không phải nhân vật bình thường, đồ dệ liền theo mông đế cùng đi kiến thức một chút đi. Tốt, mông đế nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, kia đoàn người cùng đi ra chiếu cố cái này cuồng vọng chi đồ đi. Hiu hiu hiu, hơn 10 đạo thân ảnh theo tòa thành bên trong đằng không mà lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía nam một tòa hoang sơn bay đi. Trong vương thành bán thú tộc nhìn thấy cầm đầu mông đế, toàn bộ sợ hãi quỳ xuống, đều âm thầm suy đoán không ngớt, mông đế cùng thành nội trí cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng, đằng đằng sát khí, hẳn là có cường địch đột kích. Tới, Phượng Nhi chú ý đừng chạy đi một cái, ngoại trừ thú nhân đại đế, còn lại đều xử lý. Vương thành phía nam ngoài mấy chục dặm hoang sơn bên ngoài, giang giật nằm nghiêng tại một cái trên đá lớn, trong miệng ngậm một cái cỏ dại, thản nhiên nhìn qua phía bắc trùng trùng điệp điệp bay tới 10 cái bóng đen. Phượng Loan đứng ở bên cạnh hắn, cũng đầy mặt nhẹ nhõm, đột kích hơn 10 người, kim cương ngũ trọng trở lên không đến một nửa, kim cương đỉnh phong chỉ có một người, đối với nàng cùng Giang giật tới nói hoàn toàn không có áp lực. Hưu, 17 đạo thân ảnh vạch phá bầu trời, như như lưu tinh gào thét mà đến, mấy cái trong chớp mắt tựu đã tới trên núi hoang, mông đế cùng ánh mắt mọi người cũng xa xa khóa chặt Giang giật hai người. Ông, bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh đều tập trung ở Phượng Loan trên thân, trong con người đều không hẹn mà cùng lộ ra dâm tả chi quang. Phượng Loan bản thân tư sắc liền là tuyệt đỉnh, mà lại nàng có một cái đặc điểm, chân đặc biệt thon dài, tăng thêm nàng là Phượng Minh Đại Lục Đại Đế, cư di khí, dưỡng di thể, trên người nàng tự nhiên mà vậy có loại ung dung hoa quý khí chất, loại khí chất này dễ dàng nhất làm cho nam nhân sinh ra chinh phục dục vọng, bán thú nhân bản tính háo dâm, nhìn thấy như thế tuyệt thế nữ tử lại thế nào không tâm động. Giang giật thể nội tinh thần chi lực ngừng vận chuyển, Phượng Loan cũng thu liếm khí tức, bản thân nhìn lại là một gái nhu nhu nhược nhược nữ tử, sở dĩ hai người thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm, càng làm cho mông đế bọn người thoáng cái nội tâm lửa nóng. Giang giật còn nằm nghiêng trên tảng đá, ánh mắt khóa chặt mông đế, khóe miệng đều là cười nhạt ý, Phượng Loan cũng không thấy mọi người dâm tả ánh mắt, thần thức lặng yên tại bốn phía đảo qua, xác định không có người theo tới về sau, hướng giang giật nhẹ gật đầu. hưu mông đế bọn người thân thể bắn thẳng đến mà đến, mông đế kia như viễn cổ như cửa thú thú uy chấn áp mà xuống, một cái cánh tay tráng kiện như vuốt rồng tựu hướng Phượng Loan chộp tới, hắn đã xác định vừa rồi khiêu khích hắn liền là nữ tử trước mắt. Đã như vậy hắn lại như thế nào khách khí, chuẩn bị trực tiếp cầm xuống. Hừ, Phượng Loan vẫn là không nhúc nhích, Giang giật tại thời khắc này lại đứng lên, tại đứng lên trong nháy mắt đó, hắn hai con người bắt đầu trở nên đỏ như máu, sát khí trên người cũng cuồn cuộn mà ra. Ừm nguy hiểm, toàn bộ biến thân, người này lại quỷ dị, mông đế cùng đồ rửa công tử trong nháy mắt bừng tỉnh, hai người quát lớn, thân thể đồng thời biến ảo, sau lưng hơn 10 vị bán thú tộc kim cương cường giả cũng trong nháy mắt biến thân, chuẩn bị chiến đấu. Mông đế thân thể trở nên phá lệ trắng kiện, một thân màu hoàng kim chiến giáp tầng tầng bạo liệt, toàn thân còn rất dài ra màu đen lông dài, tay chân đều biến thành lợi trảo, trên mông mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, nửa người trên vẫn là người, hạ bản thân lại biến thân gấu thân. Ngao, đồ rể công tử cũng thay đổi thành bán thú nhân, thân thể đều bị vảy màu hoàng kim bao trùm, sau lưng xuất hiện một đầu cao vài trượng đuôi sắt, trên lợi trảo lấp lánh hàn quang làm lòng người sợ, hắn thế mà biến thành một cái bán long nhân. Những người còn lại bán thú nhân hoặc là biến thành sư nhân hoặc là biến thành báo nhân, hoặc là biến ưng nhân các loại chờ, toàn bộ nửa người trên còn bảo lưu lấy nhân dạng, nửa người dưới đều là thú thể, một cỗ hung lệ khí tức từ trên người bọn họ truyền ra, để trên núi hoang không khí tức đều đình chỉ lưu động. Chương 563, thú đế đầu tiên, Phượng Nhi, động thủ, đối mặt một đám có được các loại quỷ dị thần thông bán thú nhân, Giang Giật không dám khinh thường, trên người hắn sát lục chân ý phóng thích, chân áp toàn bộ người, thần thức cũng khóa chặt giữa sân, một khi ai có nửa điểm dị động, Hắn lập tức hội phóng thích quỷ hỏa để hắn thần hồn câu diệt. suy suy, sát lục chân ý có thể trấn áp kim cương cảnh, nhưng đối phương loan ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ, trên người nàng khí tức chấn động, trong tay sáng lên hắc sắc quang mang ngưng tụ thành chỉ phong đánh ra, hướng phía trước bị trấn áp bán thú nhân bắn nhanh mà đi. A, à, mông đế thực lực tối cường còn có thể phát ra một tiếng kinh hô, còn lại bán thú tộc thì nửa điểm thanh âm không phát ra được, thân thể bị sát lục chân ý cùng thiên quân chư vị trấn áp xuống mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ khẽ động đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đen chỉ phong phóng tới mỗi người bọn họ hoàn toàn chính xác có độc môn thần thông nhưng sát lục chân ý cùng thiên quân chi huy đại bá đạo trong lòng bọn họ đối hai người dũng khí xuất thủ đều không có thân thể cũng không động được làm sao có thể công kích phanh phanh như một đóa đóa hoa tươi tỏa ra từng cái bán thú tộc bị đầu bạo liệt thiên quân võ giả nguyên lực công kích quá mức hung tàn coi như những này bán thú tộc nhục thể cường đại cũng ngăn không được chỉ là một cái nháy mắt ở giữa. Ngoại trừ mông đế cùng đồ rưỡi công tử, còn lại 15 vị bán thú tộc kim cương cường giả toàn bộ đều bị đánh giết. Phượng Loan hướng đồ rưỡi công tử nhìn lướt qua, nhẹ giọng cùng Giang giật nói ra, công tử, bán long nhân tại bán thú tộc giống như địa vị rất cao cái này bán long nhân giết hay không? Giết, Giang giật cũng mặc kệ thân phận gì không thân phận, cái này đồ rưỡi công tử vừa rồi nhìn chằm chằm Phượng Loan ánh mắt nhất là dâm tà, hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi, Giang giật lại có thể nào lưu tính mạng hắn. Không, các ngươi không thể giết bản công tử. Mắt thấy Phượng Loan trên tay ngưng tụ ra chỉ phong, liền muốn chém giết hắn, đồ duệ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thức cường đại, mạnh mẽ đứng vững nội tâm sợ hãi, cắn răng giống lên, ta tổ phụ là đồ tiên, các ngươi những tạp chủng này nhân loại dám giết ta, ta tổ phụ tuyệt đối sẽ diệt toàn tộc các ngươi. Mông đế cũng hoảng sợ, đem hết toàn lực quát, đồ duệ công tử thân phận tôn quý, các ngươi dám giết hắn, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Toàn tộc các ngươi đều phải chết, hừ, đồ duệ cùng mông đế không nói lời nào còn tốt nói chuyện triệt để chọc giận giang giật hắn đời này hận nhất uy hiếp một khi chọc giận hắn thiên vương lão tử theo giết không sai lập tức trong tay hỏa long kiếm lóe lên mấy vạn đầu tiểu hỏa long gào thét mà ra bắn thẳng đến đồ duệ công tử không thể phượng loan đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên muốn ngăn cản nhưng tiểu hỏa long đã che giả măng mọc đem đồ duệ bao phủ đi vào trên người hắn lân phiến từng mảnh từng mảnh nổ tung thân thể rất nhanh bị tươi sống nổ thành thịt nát cái này đồ duệ chỉ có kim cương nhị trọng, đối với giang giật tới nói quá yếu quá yếu. Suy suy, ngay tại đồ duệ bỏ mình trong nháy mắt, đầu của hắn đột nhiên tản mát ra một đạo u quang, kia u quang tựa như tia chấp hướng nơi xa vọt tới, chỉ là trong chớp mắt tự biến mất không thấy. Thứ gì, giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, kia u quang tốc độ quá nhanh, mà lại thần trí của hắn đảo qua, kia u quang bên trong cái gì cũng không có, cảm giác chỉ là một đạo quang mang, rất là kỳ dị. Thế nào, hắn nhìn mấy lần, xác định đồ duệ từ hình thần câu diệt cũng không bi quản huyết hồng sắc ánh mắt nhìn về phía phượng loan thấy được nàng trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng ngưng trọng kỳ quái hỏi hẳn là cái này đầu tiên rất nổi danh phượng loan nuốt nước miếng một cái hít hai hơi thật sâu lúc này mới nói ra ta vừa rồi nhất thời quên đi giống như đông hoàng cửu đế bên trong tự có một đế tự gọi thú đế đột tiên cái gì Giang giật mộng lần này giống như chơi lớn rồi hắn lại đem đông hoàng cửu đế một trong thú đế tôn tử giết đi Đông Hoàng Cửu Đế A, đây chính là toàn bộ thiên tinh giới nhất tồn tại cường đại, không nói bọn hắn thông thiên chiến lực, liền nói gia tộc của bọn hắn thế lực, đây chính là trải rộng toàn bộ thiên tinh giới. Người xem bắc đế võ thương thủ hạ võ điện, theo độc cô cửu nói trải rộng toàn bộ thiên tinh giới. Thiên tinh đại lục, phượng minh đại lục tự có bọn hắn phân điện. Giang giật nguyên bản liền đắc tội một cái võ điện, võ điện thiên quân sứ giả khẳng định tại bốn phía đuổi giết hắn, lại giết một cái thú đế tôn tử đồ ra biết được khẳng định cũng sẽ phái người truy sát. Bị hai đại siêu cấp thế lực truy sát, thiên địa chi đại, lại có gì chỗ có thể an thân giang giật ngẫm lại đều cảm giác được đau đầu. Hắn thân thể lóe lên, thu hồi hỏa long kiếm, nguyên lực vờn quanh nắm đấm, từng quyền từng quyền hướng mông đế bụng dưới đập tới, tươi sống đem hắn đàn điển chấn vỡ sau mới thu liếm sát lục chân ý, một cước đem hắn đạp bay, lạnh giọng hỏi cái này bán long nhân thật sự là thú đế đầu tiên tôn tử hắc hắc, mông đế trong miệng tụ huyết không ngừng tuôn ra, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười quỳ một chân trên đất nhìn qua giang giật, nói, nhân loại tạp toái, biết rõ sợ hãi ha ha ha, ha đồ rưỡi thế nhưng là đồ tiên thú đế cháu trai ruột, thú đế tôn tử rất nhiều, nhưng hắn yêu thích tôn tử chỉ có bốn cái, đồ rưỡi công tử liền là một cái. Nhân loại tạp toái các ngươi xong, toàn tộc các ngươi đều xong, các ngươi liền đợi đến thú đế vô cùng vô tận truy sát đi. Ha ha, ta là bị dọa lớn. Giang giật cười lạnh một tiếng, nói nơi này khoảng cách đông hoàng đại lục ngàn vạn ức dặm hẳn là thú đế là thần tiên không thành hắn có thể biết là ta giết thú nhân đại lục ngoại trừ ngươi không ai nhìn qua bộ dáng của chúng ta coi như thú đế muốn cha cũng cha không được a à đồ duệ chết rồi sợ là thú đế trước hết nhất muốn giết là các ngươi nhất tộc a à. hừ mông đế biến sắc bất quá rất nhanh không thèm đếm xỉa cười nhạo nói vừa rồi đồ duệ công tử thời điểm chết các ngươi chẳng lẽ không có chú ý cái kia đạo u quang hắc hắc kia là đồ gia đặc biệt thần thông bất kỳ cái gì thân phận tôn quý tộc nhân bị giết, đều sẽ ghi chép lại địch nhân linh hồn khí tức. Người có thể cải biến bề ngoài, nhưng linh hồn khí tức lại không thể cải biến, đồ gia cường giả cũng sẽ căn cứ linh hồn khí tức khóa chặt ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Xoa, giang giật âm thầm giật mình, thế giới này lại còn có thần thông như thế. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Phượng Loan thời điểm, cái sau mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu truyền âm nói, công tử, cái này thần thông chúng ta phong ra giống như cũng có ghi chép, không chỉ là đồ gia, giống như rất nhiều siêu cấp gia tộc cũng có cùng loại thần thông, Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp gia tộc nhất là bao che cho con, ai dám giết bọn hắn con em của gia tộc, chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát. Công tử, chúng ta lần này gặp được đại phiền toái. Người chết chim chỉ lên trời, quản hắn làm gì? Giang giật hư lạnh một tiếng không thèm đếm xỉa, dù sao võ điện một mực tại đuổi giết hắn, nếu là hắn thực lực không có cách nào tăng lên, sớm muộn sẽ chết tại võ điện trong tay, giống như thực lực có thể tăng lên, thêm một cái cửu ra cũng không nhiều. Phượng Nhi, đem người chim này luyện hóa. Giang giật tỉnh táo lại, trên mặt khôi phục thong dong tự tin, cái này tự tin cũng lây nhiễm Phượng Loan, cái sau nhanh chóng đi tới, đánh ra một đạo đặc thù công kích, vốn là bị phế mông đế chớp mắt ngất đi. Phượng Loan một cái tay bên trên sáng lên lục quang tre ở đầu hắn bên trên, bắt đầu luyện hóa cái này mông đế. Đây là Phượng Loan trước kia luyện hóa Giang giật lúc dùng thần thông, nàng cùng Giang giật đã sớm thương lượng xong, đem mông đế luyện hóa, hai người liền có thể nhẹ nhõm tại mông đế trợ giúp dưới, thần không biết quỷ không hay xuyên qua thú nhân đại lục. Mông đế chỉ có kim cương đỉnh phong, còn bị giang giật phế đi, nguyên khí đại thương, phượng loan hao tốn sau nửa canh giờ, nhẹ nhóm đem mông đế luyện hóa thành hồn nô. Giang giật vẫn đứng tại phượng loan bên cạnh đề phòng hộ pháp, chờ phượng loan mở mắt ra lúc mới thở dài một hơi, mông đế lúc này cũng tỉnh lại, một gối quỷ xuống cung kính đối phượng loan hành lễ, chủ nhân. Phượng nhi vất vả, giang giật nhìn thấy phượng loan đầy mắt mỏi mệt, trên trán đều là mồ hôi, Tóc mai cũng có chút lộn xộn, theo bản năng vươn tay giúp nàng đem rủ xuống tới tóc mai trêu chọc đến lỗ tai, mở miệng nói ra, Phượng Nhi vất vả, để thú nhân đại đế đi làm chiếc phi liễn đến, chúng ta lập tức lên đường rời đi, đi phi mã đại lục. Không khổ cực, Phượng Loan có chút thẹn thùng cúi đầu, nhanh chóng cùng mông đế hạ lệnh, cái sau biến thành hồn nô tự nhiên không dám ngỗ nghịch Phượng Loan mệnh lệnh, nhanh chân hạ sơn, đi an bài. Sau gần nửa canh giờ, một cỗ phi liễn phá không mà đến, Sang giật cùng Phượng Loan cũng đem đồ duệ đám người thi thể thiêu hủy, hai người bay người lên trên phi liến, một đường nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Chương 564, mượn đao giết người, có mông đế dẫn đường, một đường thông suốt bất lực, chỉ là hao tốn hơn nửa thời gian, phi liến tựu đã tới đại lục phía đông bắc bờ biển. Thú nhân đại lục cùng phi mã đại lục cách xa nhau một trong đó hải, cái này hải không lớn cũng không có quá mạnh hải yêu, xuyên qua nội hải liền có thể đến phi mã đại lục. Thiếu gia đây chính là bay thú hải sao thật nhiều chim biển nha. Phi liến chậm rãi rừng ở bờ biển, một đạo thân ảnh màu xanh lục theo phi liến bên trong đi tới, hiếu kỳ nhìn chung quanh, giang giật cùng phượng loan thanh ngư cũng rất đi mau ra. Tại cái này nghỉ ngơi một ngày đi, thanh ngư đi hạ trại, sáng mai lại lên đường. Giang giật phất phất tay, thanh ngư lên tiếng đi bố trí, giang tiểu nô nghe xong lập tức hưng phấn vô cùng, cũng mặc kệ giang giật, một người hướng trên bờ cát bôn tẩu mà đi, hù dọa một đám chim biển. Ông! giang giật trong tay đế cung lóe lên hai đạo nhân ảnh ra phía ngoài giang giật sở dĩ muốn tại cái này dừng lại nửa ngày một đêm là bởi vì hắn dò xét đến chiến vô song cùng vân phỉ đều xuất quan khó được gặp được hai người xuất quan hắn tự nhiên muốn cho hai người ra hít thở không khí giang giật quốc sư vân phỉ cùng chiến vô song bản tại đế cung bên trong ăn lương khô trước mắt bạch quang lóe lên phát hiện ra đến bên ngoài cũng nhìn thấy giang giật cười nhẹ nhàng nhìn xem hai người lập tức đại hỷ vô song đại ca vân phỉ Giang giật thân mật cùng chiến vô song ôm một cái, vân phỉ ánh mắt quét qua, phát hiện Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngay tại hạ trại, còn chứng kiến mông đế cùng tiểu nô, không nhịn được tò mò hỏi quốc sư, các nàng là. Giang giật là vô thần truyền nhân, thiên huyền quốc quốc sư vân phỉ quen thuộc để hắn quốc sư, Giang giật cũng không trách móc, tùy ý giải thích vài câu, liền để chiến vô song mang theo vân phỉ tìm tiểu nô đi tản bộ. Chiến vô song hai người rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, tại đế cung lại lâu, có thể đến bên ngoài đi một chút, hai người cũng rất hài lòng, lập tức bước nhanh rời đi. Phượng Nhi, Giang giật hướng Phượng Loan vẫy vẫy tay, cái sau minh bạch Giang giật ý tứ, bước nhanh đi đến mông đế trước người hạ lệch. người lập tức cưới phi liễn hồi trở lại các ngươi vương thành, triệu tập các người thú tộc cường giả tuyên bố đổ duệ chết đi tin tức, sau đó tại toàn bộ đại lục tìm kiếm phi ngư công tử, đây chính là phi ngư công tử chân dung. Người tại đại lục mỗi cái bộ lạc hành trì đều dán lên. Phượng Loan kỹ càng bàn giao một phen, mông đế mang theo một tấm chân dung cưỡi bay loan hướng vương thành chạy tới giang giật cùng phượng loan đều không có giết mông đế cũng không phải là hai người nhân từ nương tay đây là hai người sau khi thương nhị quyết định kế sách đồ duệ bị giết đồ gia tuyệt đối giận dữ sứ giả cũng rất nhanh hội giá lâm truy sát hung thủ giang giật cùng phượng loan tự bịa đặt một cái phi ngư công tử ra, còn bỏ ra một tấm chân dung bức họa kia cùng giang giật giống nhau đến mấy phần nhưng trên đầu nhiều hai cái nho nhỏ sừng thú Phượng gia rất nhiều cường giả đã từng đi ngang qua phi mã đại lục, đối phi mã đại lục có chút quen thuộc, bên kia nhất chủng tộc mạnh mẽ liền là phi mã tộc, mà phi mã tộc trên đầu đều có hai cái nho nhỏ sừng thú. Sang giật cùng Phượng Loan chuẩn bị giá hỏa phi mã tộc, chỗ tốt như vậy có hai cái phi mã tộc rất cường đại, mà lại nghe nói bọn hắn nhất tộc tại Đông Hoàng Đại Lục cũng hùng bá một phương, giống như đồ ra cố kỵ phi mã tộc, có lẽ sẽ từ bỏ truy sát. Đệ nhị giống như cái này sứ giả, xuất bán thú nhân cường giả đi phi mã tộc muốn cái thuyết pháp, cũng có thể để phi mã đại lục hỗn loạn đến lúc đó bọn hắn xuyên qua phi mã đại lục lúc lại an toàn hơn một chút kế sách là không sai có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù vậy phải xem thiên ý các loại chờ mông đế rời đi giang giật này mới khiến phượng loan đi bốn phía đề phòng hắn một mình đi tìm chiến vô song bọn người nói chuyện phiếm cùng chiến vô song nâng cốc ngôn hoàn tâm tình một phen giang giật đem trong khoảng thời gian này tao ngộ nói cho chiến vô song cũng đem tiền vạn quán tình huống nói cho mọi người không có gì bất ngờ xảy ra chiến vô song không có nửa điểm ghen ghét ngược lại chân tâm thay tiền vạn quán cao hứng hắn phi thường tin tưởng chính mình muốn cái gì hắn người này tự cường tự tin mặc dù giờ phút này thực lực còn tại thần du lục trọng tả hiếu nhưng một bước một cái dấu chân cố gắng tu luyện đời này chưa chắc không có, có cơ hội đặt chân kim cương thiên quân cảnh luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ vậy coi như đem chính mình làm hỏng giang giật đem theo người kiến thể xác bên trên lấy được tuyến lộ đồ cho vân phỉ vân phỉ cảm thấy rất hứng thú nàng từ nhỏ bị tộc quần ảnh hưởng, đối vu thuật cùng cấm chế rất là thích, giang giật đem vu thần cấm chế thư tịch cho nàng về sau, nàng càng là mất ăn mất ngủ tại học tập lĩnh hội. Hạ vũ thành một trận chiến, nàng bố trí cấm chế chống cự liên quân công kích thật lâu, có thể thấy được nàng đối cấm chế có thiên phú rất cao. Nghỉ ngơi một đêm, hừng đông thời gian, giang giật đem chiến vô song cùng vân phỉ thu vào, mang theo phượng loan thanh ngư cùng tiểu nô cưỡi nhai tí thú xuống biển. Phượng Loan có phi liến, có thể thư thư phục phục bay qua bay thú hải, nhưng dạng này mục tiêu lớn lớn, trong lúc này hải không có cường đại hải yêu, đi trong nước tự nhiên sẽ an toàn cùng ẩn nấp rất nhiều. Xa xa xa, tại giang giật bọn người đi một đoạn thời gian, bờ biển trong rừng cây đột nhiên toát ra vài bóng người, mấy người kia toàn bộ người mặc hắc bào, đầu đội áo choàng thấy không rõ mặt. Bốn tên người áo đen, vây quanh một cái cao lớn người áo đen chắp tay quát khẽ nói, điện chủ, giang giật bọn người đi, chúng ta truy không truy. Truy làm sao truy, được xưng làm điện chủ người áo đen khẽ ngẩng đầu, lộ ra một tấm giả nua mặt, hắn lắc đầu nói, mông đế bị bọn hắn thu làm hồn nô, đồ rời công tử cùng đại lục 15 vị tù trưởng đều bị giết, bằng vào chúng ta thực lực chỉ có thể chịu chết. Bốn người nhẹ gật đầu, rất là kiêng kỵ nhắm hướng Đông Biên Hải nhìn lên một chút, một người mở miệng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tàu còn có. Đánh giết đồ rời sự tình, chúng ta muốn hay không bẩm báo tổng điện, để đồ ra phái người truy sát giang giật. Không, không cần, điện chủ cười lạnh hai tiếng nói, chúng ta không chỉ có không thể nói cho đồ ra, chờ đồ ra sứ giả tới, chúng ta còn muốn trợ giúp, để đồ ra sứ giả tưởng rằng phi mã tộc chém giết đồ duệ. Hắc hắc, phi mã tộc như bức hống hống, chúng ta võ điện nhiều lần nghĩ thấm vào, đều bị bọn hắn tiêu diệt toàn bộ không còn, lần này chúng ta mượn đao giết người, để đồ ra cùng phi mã tộc đấu một trận đi. Điện chủ cao minh, một tên thủ hạ đập một cái mông ngựa, bất quá lại có trần chờ, giang giật hủy đi thiên tinh đại lục võ điện giết chết Phượng Minh Đại Lục phân điện chủ, người này là chúng ta võ điện tử địch. Chẳng lẽ lần này chúng ta tự mặc kệ hắn mặc cho hắn đi phi mã đại lục tiêu giao khoái hoạt ẩn núp? Cũng không phải, cũng không phải. Điện chủ trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nhe răng cười, cười nói, muốn giết chết giang giật còn không đơn giản đưa tin cho phi mã đại lục ám đà, để bọn hắn âm thầm đưa tin cho phi thiên công tử, liền nói Phượng Loan là vạn năm khó xử Phượng Hoàng chân thể. Phi thiên công tử người này thích nhất siêu tập kỳ dị mỹ nhân, chỉ cần đem giang giật bọn người hành tung cáo chi phi thiên công tử, sự tình phía sau cũng không cần bọn hắn quan tâm. Điện chủ cao minh, lần này bốn người toàn bộ đối điện chủ này vui vẻ thần phục, cùng kêu lên chắp tay hành lễ. Lão giả có chút tự ngạo nhìn qua phía đông hải vực, cười nói, ha ha, giang giật, người còn tưởng rằng những chuyện ngươi làm rất bí mật thật tình không biết chúng ta võ điện đã sớm đối với các ngươi hành tung như lòng bàn tay. Không sai, năm người này liền là võ điện giấu ở thú nhân đại lục phân điện thành viên, người áo đen thì là phân điện điện chủ. Bởi vì đây là bán thú tộc địa bàn, sở dĩ võ điện không dám quá phách lối, cùng phi mã đại lục đồng dạng, đều là ẩn núp ám đà. Bất quá tiềm phục tại chỗ tối tốt hơn lôi kéo thu mua thú nhân tộc cao tầng, tỷ như phượng minh đại lục võ điện phân bộ tự cùng vô số siêu cấp gia tộc giao hảo, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giang giật bọn người ở tại lòng đất loạn giết một trận, đưa tới kiến nhân tộc xà nhân tộc hạt nhân tộc chú ý, tin tức còn không có chuyển đến mông đế trong tai, võ điện liền đã biết rõ sau đó mông đế mang theo đồ duệ bọn người đi nam sơn kết quả đồ duệ bọn người biến mất mông đế một người cưỡi phi liễn đi đông hải một bên càng là gây nên võ điện độ cao chú ý bán thú tộc có rất nhiều kỳ dị trùng tộc tỉ như có thể biến thành côn trùng trùng nhân tộc tỉ như có thể biến thành chim biển chim nhân tộc mà võ điện vừa vặn khống chế một chút dạng này đặc thù trùng tộc giang giật đám người hành tung thoáng cái bại lộ cái này thú nhân đại lục võ điện phân điện đã sớm nhận được đưa tin đối với giang giật sự tình cũng rõ như lòng bàn tay chỉ là, giang giật bọn người lại hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không biết giờ phút này đang có một cái bàn tay vô hình, chính ngưu đổ bí mật lấy chơi như thế nào chết hắn. chương 565, Bá Vương Ngạnh Thượng Cung Phi mã đại lục rất lớn, ít nhất có phượng minh đại lục gấp hai lớn như vậy, phi mã đại lục chủng tộc cũng rất phong phú, đương nhiên nhiều nhất liền là nhân tộc, phi mã tộc cũng là nhân tộc, chỉ là đặc thù chủng tộc mà thôi. Phi mã tộc là phi mã đại lục chúa tể, thống trị cái này đại lục đã trăm vạn năm. Phi mã tộc tại Đông Hoàng Đại Lục thế lực cũng rất lớn, là cửu đế một trong kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực. Phi mã tộc cường giả như mây, có được khổng lồ tài nguyên, cũng làm cho phi mã tộc con em có không gì sánh được ưu thế. Mỗi một thời đại đều có thể sinh ra vô số cường giả, để phi mã tộc càng ngày càng cường đại. Phi mã tộc ngoại hình cùng nhân loại không khác, cũng sẽ không cùng bán thú nhân đồng dạng biến thân. bọn hắn khác biệt duy nhất liền là trên đầu có hai cái nhau nhỏ sừng thú. Đương nhiên cái này sừng thú nếu là dùng tóc cản thoáng cái, đoán chừng cũng nhìn không ra. Phi mã tộc cường đại cũng chính là tại hai cái này sừng thú bên trên. Bọn hắn nhất tộc có một loại rất cường đại thần thông, sừng thú có thể hấp thu lôi điện chi lực chứa đựng, trong lúc đối chiến phóng thích, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thực lực càng cường đại phi mã tộc, có thể chứa đựng lôi điện chi lực càng nhiều, lúc đối chiến thả ra lôi điện cũng càng hung tàn. Tỷ như kim cương nhất trọng phi mã tộc Hắn thả ra lôi điện có thể làm cho kim cương ngũ trọng cường giả trong nháy mắt trọng thương, thậm chí tử vong. Kim cương cường giả tối đỉnh, càng là có thể trọng thương phổ thông thiên quân. Mà lại Phi Mã tộc có thể lợi dụng lôi điện chi lực luyện thể, để thân thể trở nên phá lệ cường hoành, tốc độ cùng phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố. Phi Mã tộc uy danh cũng truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới, là thế giới này nhất cường đại mấy cái đặc thù chủng tộc một trong. Cái này Phi Mã tộc không chịu thua kém a, lần này chúng ta đi Phi Mã đại lục có thể không xung đột vẫn là tận lực ẩn nhẫn đi. Nghe xong Phượng Loan đối phi mã tộc giảng thuật, Giang giật thở dài một tiếng, hắn đã chọc võ điện cùng đồ ra, nếu là lại trêu chọc phi mã tộc, sợ là còn chưa có đi đông hoàng đại lục sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên. Thế giới này quả nhiên cũng không thiếu cái lạ, thiên tinh đại lục là một cái tiểu tình, không đi ra miệng giếng này, hắn sao có thể nghe nói kiến thức đến như thế chuyện kỳ dị. Hắn nhớ tới yêu hậu, hắn nhìn thấy thế giới quả nhiên chỉ là một góc của băng sơn, đoán chừng đi Đông Hoàng Đại Lục hắn sẽ còn kiến thức càng nhiều kỳ dị cường đại trùng tộc. Đông Hoàng Đại Lục, nghĩ tới đây hắn vừa tối ám hưng phấn không thôi, Đông Hoàng Đại Lục là thế giới trung tâm, còn lại đại lục đỉnh cao cường giả đều sẽ đi Đông Hoàng Đại Lục sông sáo. Nơi đó cường giả như mây, bảo vật như núi, nơi đó là cường giả thiên đường, bất kỳ cái gì một cái khát vọng nhiệt huyết chiến đấu võ giả, đều sẽ hướng tới đến đó sông sáo một phen A. Đi, trước trà trộn vào đại lục, Giang giật thu hồi suy nghĩ đông hoàng đại lục còn quá xa vẫn là trước hết nghĩ biện pháp an toàn xuyên qua phi mã đại lục đi hắn cùng mọi người giờ phút này ẩn thân tại phi mã đại lục phía tây một cái trên đảo nhỏ khoảng cách đại lục bất quá hai ngày lộ trình sở dĩ hắn hạ lệnh tại cái này nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức giờ phút này nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm chuẩn bị lên đường thanh ngư người cùng tiểu nô vào đế cung bên trong nhiều người mục tiêu quá rõ ràng chờ an toàn ta lại đem các ngươi phóng xuất giang giật nhìn thấy giang tiểu nô cùng thanh ngư chờ xuất phát khoát tay chặn lại rất kiên định hạ lệch hai người cũng không ra ngoài ý liệu của hắn một mặt u oán giang tiểu nô tu luyện đến bình cảnh thanh ngư thì căn bản không có cách nào tu luyện vào đế cung bên trong rất là buồn khổ bất quá giang giật ngữ khí kiên định như vậy hai người cũng không dám nhiều lời bạch quang lóe lên bị giang giật thu nhập đế cung bên trong giang giật hướng nơi xa trong nước toát ra một cái đầu nhai tí thú vẫy tay một cái cũng đem nó ném vào đế cung bên trong lúc này mới cùng Phượng Loan nói ra, đi thôi. Phượng Loan một cái tay sách theo giang giật, sát mặt biển hướng phi mã đại lục bay đi, trên đường đi hai người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tìm kiếm một cái đá ngầm dừng lại, giang Dật phóng thích thần niệm vô thuật, dò xét bốn phía tình huống. Phi mã đại lục như thế cường đại, bờ biển khẳng định lại có quân đội đóng giữ tuần tra, hai người không muốn cùng phi mã tộc phát sinh xung đột, chỉ có điệu thấp ẩn vào đi. Phượng Nhi, xuống biển đi, tới một đội tuần tra quân. Một cái trên đá ngầm, Giang giật vừa mới phóng thích thần niệm một hồi, hắn tự đột nhiên mở to mắt quát khẽ, thân thể cũng hóa thành tàn ảnh chui vào trong biển, Phượng Loan vội vàng đi theo xuống biển. Hai người chui vào đáy biển núp ở một cái dưới đá ngầm, lúc này mới thần thức lặng yên nhô ra, quan sát phía trên tình huống. Hiu, một nén nhang về sau, phía đông bờ biển bay tới mấy trăm thất thiên mã, những cái kia thiên mã khí tức không mạnh, nhưng thân có hai cánh tốc độ rất nhanh. Mỗi một thất phi mã phía trên đều có một người quân sĩ, bọn người mặc màu trắng chiến giáp, đầu đội ngân nón trụ tay cầm trường thương màu bạc huy phong lẫm liệt khí tức dọa người lại toàn bộ đều là thần du cường giả tối đỉnh người cầm đầu vẫn là kim cương cảnh võ giả hưu mấy trăm thiên mã hoa phá thiên tế rất nhanh biến mất ở phương xa may mắn giang giật hai người đi vạn trượng biển sâu nếu không vừa rồi sẽ bị kia kim cương cường giả thần thức dò xét đến soạt hai người vọt ra khỏi mặt nước giang giật thần niệm dò xét một phen rất nhanh xác định lộ tuyến phượng loan mang theo nhanh chóng phi hành mỗi lần phi hành mấy trăm dặm giang giật đều sẽ tìm kiếm đá ngầm, hoặc là tiểu hải đảo phóng thích thần niệm, tránh né phi mã tộc tuần tra đại quân. Phi mã đại lục quả nhiên cường đại, một ngày thời gian, giang giật cùng Phượng Loan tự tránh khỏi bảy tám chục đội tuần tra đại quân. Nếu không phải có thần niệm vô thuật, hai người muốn lặng yên ẩn vào đại lục còn có chút khó khăn. Phượng Loan thần thức tuy mạnh, nhưng xa nhất chỉ có thể dò xét gần trăm dặm, điểm ấy khoảng cách đối với cường giả tới nói rất nhanh liền có thể ngang, trên biển trống trải rất dễ dàng bị phát hiện. Phượng Nhi, đi phía tây, bên kia có cái cửa đại tùng lâm, cũng không có quân sĩ đóng giữ. Trời tối thời gian, hai người rốt cục đã tới phi mã đại lục, tại thần niệm dò xét phía dưới, Giang giật nhẹ nhóm tìm được một đầu an toàn lộ tuyến, hai người theo dưới biển tiến lên, lặng yên tiến vào một cái tùng lâm, xâm nhập vào đại lục. Đối bóng đêm, hai người tiếp tục đi đường, tại lúc nửa đêm đã tới một cái trấn nhỏ. Giang giật dùng thần niệm tra xét rõ ràng tiểu trấn về sau, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Phượng Nhi, lần này chúng ta vận khí không tệ a à, cái này phi mã đại lục cùng phượng minh đại lục cũng không có khác nhau đều là phổ thông nhân tộc chúng ta trước trà trộn vào trong tiểu trấn tìm hiểu một chút tình huống tốt phượng minh cười nhạt một tiếng toàn thân buông lỏng giống như có thể bình an xuyên qua ai nguyện ý chém chém giết giết bị người đuổi giết tư vị cũng không tốt bị hai người đối bóng đêm tiến vào tiểu trấn bất quá khi tiến vào tiểu trấn khách sạn lúc phượng loan tuyệt mỹ dung mạo để một đám tử quỷ cùng trưởng quỹ tiểu nhị toàn bộ nhìn mà trợn tròn mắt cũng may giang giật cùng Phượng Loan đều khí độ phi phàm, đám này tử quỷ không dám làm loạn. Mở ra hai cái gian phòng, giang giật đưa tới tiểu nhị, ném ra một khối tử kim tùy ý lời nói khách sáo, rất nhanh đến mức đến phi mã đại lục một chút tư liệu. Kết, tiểu nhị rời đi về sau, bên cạnh bên trong căn phòng Phượng Loan đi ra, có thể là vừa mới tắm rửa một phen, nàng trên da có nhàn nhạt ửng hồng, trên thân cũng có nhàn nhạt mùi thơm, tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ động lòng người. Khụ khụ, công tử, tình huống thế nào? Phượng Loan nhìn thấy Giang giật con mắt cũng thẳng, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống hỏi thăm một tiếng, Giang giật mặt mo đỏ ửng bưng lên nước trà uống một ngụm, lúc này mới có chút ngưng trọng nói ra, trên cơ bản vấn đề không lớn, bất qua phi mã tộc xưng bá toàn bộ đại lục, thành lập phi mã hoàng triều, mỗi cái thành chỉ thành chủ cùng quân đội tướng quân thống lĩnh đều là phi mã tộc con em, trong đó không thiếu có rất nhiều ăn chơi thiếu gia, hoành hành trong thôn, xưng vương xưng bá. Đại lục cũng tuần tra xâm nghiêm, khắp nơi đều có tuần tra bộ đội, trên đường có thể sẽ có chút phiền phức, chúng ta một đường cỡ nào thêm ẩn nhẫn. Ha ha, Phượng Loan vuốt vuốt trên trán mái tóc, nhàn nhạt cười nói, chỉ cần có thể bình an xuyên qua, bị ta ủy khuất cũng không sao, cái này dù sao cũng là người khác địa bàn. Công tử đừng lo lắng Phượng Nhi, hì hì, nói đến công tử tính khí thịnh vượng, người cỡ nào ẩn nhẫn mới là. Ừ, Giang giật lông mày nhíu lại, cả giận nói, người nhà đầu này lại dám giáo huấn thiếu gia ta tin hay không thiếu gia gia pháp hầu hạ, đánh người 50 đại bản lại đem người bá vương ngạnh thượng cung. Hi hi, công tử là người khiêm tốn, cũng sẽ không làm loại chuyện đó đấy. Phượng Loan chẳng những không sợ, ngược lại che lấy miệng nhỏ cười hắc hắc bước nhỏ chạy vội ra ngoài, tại cửa ra vào trả về mắt lườm giang giật một chút, lại có chút trêu chọc ý vị. Giang giật giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên, quát lạnh nói, phản ngươi không thành có loại khác đừng khóa cửa, bản công tử tắm rửa về sau liền đi phòng ngươi. Kết, Phượng Loan vọt vào đối phương gian phòng, môn kít một tiếng đóng, nhưng lại không khóa lại, chương 566, Phượng Hoàng chân thể. Sáng sớm, phía đông một vòng hồng nhật từ từ bay lên, chiếu rọi đến chân trời một mảnh đỏ, thần phong có chút thanh lãnh, lại phá lệ tươi mát, làm người ta tinh thần gấp trăm lần. Cộc cộc cộc, thành đông trên quan đạo một cỗ xe ngựa sang trọng chạy nhanh đến, thân xe dài một trượng nhiều, phía trước hai thất cao lớn chiến mã rõ ràng là dị trùng, lao nhanh như gió, có thể cưỡi như thế xe ngựa cũng không phải người bình thường, Sở Dĩ trên quan đạo người đi đường thật sớm đứng ở một bên, tránh cho bị chiến mã đụng vào. Xe ngựa càng xe ngồi lấy một tên đánh xe lão thủ, mặc dù một đường cao tốc phi nhanh, nhưng không có cùng người đi đường phát sinh qua va chạm, xe ngựa cũng được chạy rất là an ổn. Sa Phu khẩn trương cao độ, không dám có chút lười biếng, bởi vì hắn minh bạch mã trong xe hai vị khách nhân đến cỡ nào tôn quý, xe ngựa này vốn là thương hội nội bộ xe ngựa, nhưng hôm nay sớm tới tìm một cái quý công tử trực tiếp dùng gấp trăm lần giá cả đem xe ngựa này cho mua còn hứa hẹn chỉ cần hắn lái xe điều khiển thật tốt một ngày có thể cho hắn một hai tử kim một hai tử kim là khái niệm gì cái này tử kim là toàn bộ thiên tinh giới thông dụng tiền tệ một người bình thường ra một năm tiền sinh hoạt dùng vẫn chưa tới một hai tử kim hắn một năm tiền lương cũng chỉ có hai hai tử kim hai ngày liền có thể kiếm về mà lại xe ngựa này bên trong công tử khí độ bất phàm mặc dù mang một cái đại quang đầu có chút quái dị nhưng hắn bên người nữ tử đây chính là cùng tiên nữ đồng dạng xinh đẹp, nếu không phải thân phận tôn quý công tử, có thể có như thế mỹ nhân tương bồi. Trên thực tế, trong xe ngựa giờ phút này không phải một cái cô gái xinh đẹp, mà là ba cái. Trong xe ngựa, Giang giật chính ngồi xếp bằng bên trên trên giường gỗ lĩnh hội vu thuật, Phượng Loan cùng Thanh Ngư thì nhỏ giọng nói thân thiết lời nói, Giang tiểu nô một người xuyên thấu qua màn xe thưởng thức phong cảnh phía ngoài. Phi mã đại lục cơ bản đều là nhân tộc, nhân khẩu đông đảo, giang giật bọn người giống như chỉ từ bề ngoài bên trên xem, cùng bản thổ người không có gì khác nhau. Giang giật cũng không có quá khẩn trương, chỉ cần thân phận không bại lộ, bọn hắn giống như rơi vào trong biển tiểu ngư, coi như võ điện có người muốn tra hắn cũng khó khăn a. À. Sở dĩ hắn lựa chọn cưới xe ngựa, giả mạo một cái công tử nhà giàu, dạng này an toàn nhất cũng điệu thấp, sẽ không khiến cho thế lực lớn chú ý. Nếu là cưới đào một thú từ dưới đất đi, hoặc là để phượng loan mang theo từ trên cao đi, như thế ngược lại dung dịch dẫn lên cường giả chú ý. Hắn còn đem thanh ngư giang tiểu nô phóng ra, dù sao nếu là có sự tình có thể trước tiên thu vào đi, nếu không hai người tại đế cung bên trong nhàm chán hội buồn bực phá hư. Một đường thông suốt vô chủ, đi ngang qua một cái tiểu trấn giang giật để sa phu đi mua một chút cơm canh, cũng không dưới xe, tiếp tục nhắm hướng đông bên cạnh đi đường. Giang tiểu nô mặc dù rất muốn đi thành trấn bên trong chơi đùa, nhưng nàng cũng tin tưởng người ở đây sinh địa không quen, là của người khác địa bàn dễ dàng xảy ra chuyện, cũng liền đành phải buồn bực trên xe. Một đường trầm muộn đi đường, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngược lại là vui vẻ, hai người nói nhỏ không ngừng, Phượng Loan còn cùng Thanh Ngư nói đêm qua sự tình nàng không khóa môn, giang giật nhưng cố không dám vào, chọc cho Thanh Ngư khanh khách cười không ngừng, cũng may hai người nói đến rất mịt mờ, giang tiểu nô cũng nghe không hiểu. Suy, lúc xế chiều, Sa Phu đột nhiên khống chế xe ngựa ngừng lại, giang giật đôi mắt tại thời khắc này cũng mở ra, phía trước có một cái cửa ải, có đại đội quân sĩ thủ vệ, đi ngang qua xe ngựa đều muốn kiểm tra. Phượng Loan bọn người khẩn trương lên, đây là phi mã hoàng triều quân đội, bên trong có thể có phi mã tộc ăn chơi thiếu gia, vạn nhất xung đột, mọi người liền sẽ bị hoàng triều truy nã. Giang giật khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn lặng yên rèm xe vén lên, đưa cho Sa Phu một bao kim diệp tử, thấp giọng nói ra, đem thứ này cho lĩnh đội, nói cho hắn biết ta không muốn bị quấy dày. Ừm, um, tốt, công tử. Sa Phu là thương sẽ, Hành tàu các nơi tự nhiên hiểu xáo lộ này, chờ một đội quân sĩ đi tới, hắn vội vàng nhảy xuống xe ngựa cười nói: "Chư vị đại nhân, chúng ta là Lam Vũ Thương Sẽ, vội vã đi đường, mời chư vị giàn xếp xuống." Nói, xe này phù đem trong tay cái túi lặng yên đưa tới, lính đội mặt không thay đổi tiếp nhận, dùng tay ước lượng, chứng chạc đàng hoàng quát: "Lam Vũ Thương hội ngược lại là nghe nói qua, đã có việc gấp, vậy liền cho đi đi." "Đa tạ chư vị đại nhân." Sa phu vừa chắp tay, nhảy tót lên ngựa xe dương lên roi ngựa xe ngựa nhanh chóng đi. Công tử thật là lợi hại, Phượng Loan cùng Thanh Ngư giơ ngón tay cái lên, hai người thân cư cao vị làm sao lại hiểu những sự tình này tiểu nô thì có chút ngạo nghế cười nói, kia là tự nhiên, thiếu ra nhà ta lợi hại nhất. Giang giật cười một tiếng, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái cổ thần nguyên giới, lại từ trong giới chỉ lấy ra một bao kim diệp tử, đưa cho Sa Phu nói, một đường chuẩn bị một chút, ta không thích phiền phức, nếu là ngươi làm tốt, quay đầu trùng điệp có thưởng. Đa tả công tử, Sa phu đại hỉ, đi đường càng thêm có tinh thần. Một ngày bình tĩnh vô sự, mặc dù đi đường có chút chậm, nhưng giống như một mực thuận lợi như vậy xuống dưới, nhiều nhất hai tháng liền có thể đi ngang qua phi mã đại lục, chỉ cần an toàn thời gian lâu dài điểm cũng là không quan trọng. Trong đêm, mọi người tìm tới một cái chấn nhỏ, lần này đã có kinh nghiệm, trực tiếp tiến vào khách sạn hậu viện. Giang giật bao xuống một tầng lầu, để mọi người ngủ yên, cơm canh cũng trực tiếp đưa vào phòng, dạng này tránh cho cùng người xung đột. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, mọi người lần nữa lên đường, một đường chỉ đi quan đạo, chưa từng vào thành chỉ có tiến tiểu trấn, cái này cũng có thể tránh khỏi cùng phi mã tộc ăn chơi thiếu ra tao ngộ, tiểu trấn cũng sẽ không có công tử nhà giàu vào ở, dạng này có thể lẩn tránh nguy hiểm. Cứ như vậy một đường tĩnh đi đường, trên đường có kiểm tra đều là dùng tử kim đút lót cho đi, giang giật không thiếu tiền, nếu là có thể để hắn bình an xuyên qua đại lục, hắn coi như một đường cho thiên thạch đều được. 13 ngày, giang giật bọn người đêm phục ban ngày ra, gần như rất ít xuống xe ngựa, chưa từng gây chuyện, cũng không vào đại thành trì, 13 ngày thời gian vượt ngang phi mã đại lục 1 phần 3 địa vực, hơn 10 ngày bình tĩnh cũng làm cho mọi người tâm dần dần an định lại. Một đêm này, mọi người lại tìm đến một cái trấn nhỏ, hắc nham trấn. Xe ngựa tiến vào hậu viện, giang giật để sa phu đi bao xuống một tầng lầu, chính mang theo ba người hướng trên lầu đi ra, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. ầm, um, một tên say khướt tuổi trẻ nam tử vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phượng Loan ba người lập tức con mắt thẳng, cái này không sao, hắn lại hướng ba người lao đến, hai tay mở ra liền muốn ôm Phượng Loan. Ba, Giang giật trở tay một bàn tay đem người này trực tiếp bỏ rơi thang lầu, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn chầm chầm hắn, kia khí thế cường đại, dọa đến người này dưới đúng quần đều ướt. Cút, Giang giật quát lạnh một tiếng, mang theo mọi người tiến vào tầng cao nhất gian phòng, trẻ tuổi nam tử cũng sợ hãi lộn nhào rời đi. Đây vốn là việc nhỏ, Giang giật mấy người cũng không để ý, nhưng ở cũng không lâu lắm một đội quân sĩ bao vây khách sạn mới vừa rồi bị giang giật dọa sợ nam tử là bổn chấn một cái tiểu thống lĩnh nhi tử giang giật bọn người không có thiết ra ngoài khí tức hắn gan to bằng trời muốn đem giang giật cho làm đem phượng loan mấy người đoạt lại ra chiến đấu không thể tránh né phát sinh nhưng giang giật vẫn là quyết định ẩn nhẫn một chiêu đem cái này trẻ tuổi công tử đạp thành trọng thương thân thể hóa thành tàn ảnh tại một đội quân sĩ bên trong dạo qua một vòng đem tất cả mọi người làm trọng thương sau đó trong đêm dẫn người rời đi đây vốn là một kiện cực nhỏ sự tình giang giật không giết người nghĩ nhưng cũng sẽ không khiến cho quá lớn bạo động nhưng ngay tại ngày thứ hai buổi chiều phi mã đại lục trung bộ đại thành ruộng cát trong thành lớn nhất tòa thành trên sân thượng một cái giải có chút yêu khí công tử lại thu được một phần đưa tin đưa tin bên trong nhu rất đơn giản phượng hoàng chân thể tại hắc nham chấn xuất hiện phượng hoàng chân thể hừ hừ nếu là dám lừa gạt bản công tử các người võ điện phân bộ liền chuẩn bị hôi phi yên diệt đi có chút yêu khí công tử khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, vung tay lên quát khẽ nói, người tới, đi hắc nham chấn, cha tìm phượng hoàng chân thể tin tức, nếu là quả thật có manh mối, lập tức thông báo, tuyệt đối đừng đánh cỏ động rắn, dọa sợ mỹ nhân. chương 567, Kim Cương Cảnh Trinh Sát Ban đêm ngay tại cái này tiểu trấn nghỉ ngơi đi, hắc nham chấn phía đông trăm vạn lý một cái chấn nhỏ bên ngoài, giang giật xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn phía xa tiểu trấn cùng xa phu nhàn nhạt hạ lệnh. Đêm qua tại Hắc Nham Trấn xuất thủ đã thương nặng mấy chục người, bọn hắn đi đường suốt đêm, ban ngày cũng không có dừng lại. Bôn tàu một ngày vượt ngang trăm vạn lý, xuyên qua không biết bao nhiêu thành trấn, coi như kia hoàn khố công tử người nhà muốn truy tra, xa như vậy chắc hẳn cũng tra không được. Đi đường một ngày một đêm, mọi người mặc dù không khốn, phu xe kia cùng hai thất chiến mã lại vây được ghê gớm, chiến mã có thể đổi, xe này phu giang giật dùng đến còn quen thuộc, tự nhiên không muốn lại đi thay đổi. Sa Phu nghe xong tại cái này qua đêm thoáng cái có thần, vội vàng khống chế xe ngựa tiến vào tiểu trấn. Lão quy tắc, đi tốt nhất khách sạn, bao xuống tầng cao nhất, lần này không có xảy ra ngoài ý muốn, mọi người ăn cơm tối, tự riêng phần mình ngủ yên. Giang giật không phải rất khốn, thực lực võ giả càng cao, đối giấc ngủ yêu cầu cũng càng ít, coi như liên tục 10 ngày nửa tháng không ngủ, không ăn không uống đều vô sự, sở dĩ hắn ở trên mặt đất ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ vu thuật. Trong nước du lịch vu thuật nhập môn, muốn đại thành còn cần thời gian, phân thân thiên vạn vô thuật giang giật đã có thể phân thân ba bốn cái, tiến triển không tệ. Phần diệt thương khung vô thuật bởi vì cảm ngộ hỏa chi lực đạo văn, có chút một cái bay vào tính tiến bộ, bất quá có thể thả ra hỏa diễm vẫn chỉ là địa hỏa, muốn ngưng tụ ra cửu thiên long viêm, đoán chừng không có số lượng năm là chớ hỏng mơ tưởng. Giang giật hai ngày này lĩnh hội đối tượng, biến thành thảo mục tinh linh vô thuật, cái này vô thuật rất thần kỳ, có thể thông qua bốn phía hoa cỏ cây cối cảm ứng tình huống, còn có thể khống chế cây cối di động, tại trong rừng tác chiến trợ giúp rất lớn. Lĩnh hội hai ngày, nhưng cỏ này một tinh linh vô thuật rất là huyền diệu, giang giật một điểm đầu mối sở không tới. Hắn cũng không vội, thứ này không phải một xúc mà thành, càng nhanh càng lĩnh hội không được. Công tử, lúc nửa đêm, giang giật bên tai đột nhiên nghe được một đạo truyền âm, ngay sau đó cửa phòng của hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo huyền chuyển dáng người chuồn vào đây, giang giật lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Phượng Loan cái này nửa đêm vào phòng của hắn, còn mặc như thế mát mẻ, hẳn là nghĩ sắc dụ hắn. Công tử có biến, Phượng Loan mặc thật mỏng áo lót, lộ ra một mảnh trắng bóng vai, phía dưới hai đầu chân dài cũng hoàn toàn trần chuồng bên ngoài. Vừa rồi đoán chừng đang ngủ, tóc có chút lộn xộn, càng lộ vẻ vũ nghị, thấy giang giật con mắt thẳng, bất quá nàng câu nói kia ngược lại để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong mắt vẻ mê say vừa thu lại, trầm giọng nói tình huống như thế nào. A, à, Phượng Loan tới vội vàng, nhất thời cũng không có chú ý mình ăn mặc tương đối ít, sau khi đi vào nhìn thấy Giang giật nóng rực ánh mắt mới thức tỉnh tới. Nàng khuôn mặt đỏ lên, rất nhanh hạ giọng nói ra, phụ cận có người giám thị chúng ta, là một loại đặc thù chủng tộc, mà lại người giám thị thực lực đạt tới kim cương cảnh, nếu không phải ta cảm mộ là hắc ám đạo văn, tại đêm tối đặc biệt mẫn cảm, cũng khẳng định không phát hiện được. Ừ, Giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, kim cương cảnh trinh sát vẫn là đặc thù chủng tộc khó trách Phượng Loan y phục cũng không kịp mặc liền chạy đến đây giống như chỉ là đặc thù chủng tộc trinh sát kia chẳng có gì lạ, vấn đề là kim cương cảnh. Kim cương cường giả tại thiên tinh đại lục đây chính là nhất tồn tại cường đại, cái này phi mã đại lục coi như cường giả như mây, nhưng kim cương cường giả địa vị khẳng định cũng không thấp, có thể phái một tên kim cương cường giả làm trinh sát cái này thế lực sau lưng nên có bao nhiêu cường đại. Làm sao bây giờ công tử, muốn hay không giết Phượng Loan trong mắt sát khí lóe lên, đại sự như thế nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giang giật nếu là gật đầu nàng mới có thể xuất thủ, nếu không dắt một phát động toàn thân, lại có đại phiền toái. Giang giật trầm ngâm một lát, khoát tay nói, không được, chỉ ít tại cái này trong tiểu trấn không thể động thủ. Mặc kệ cái này trinh sát là phương nào thế lực, bọn hắn cũng không thể tùy ý loạn giết, nếu không cục diện sẽ không cách nào khống chế. Cái này trong tiểu trấn nhân khẩu cũng nhiều, một khi đại chiến nói không chừng sẽ khiến cực lớn rối loạn, cũng sẽ để phi mã đại lục thế lực lớn chú ý các nàng, tình huống sẽ càng hỏng bét. Người giúp ta hộ pháp, ta dò xét thoáng cái cái này trinh sát. Giang giật ngồi xếp bằng, Phượng Loan lại khẩn trương một phát bắt được Giang giật bả vai, lắc đầu nói, công tử, người này thuộc về đặc thù chủng tộc, giác quan rất nhạy cảm, người nếu là phát ra thần thức, hắn nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó tựu đả thảo kinh xa. Ha ha, Giang giật đưa tay đem Phượng Loan ngọc thủ dịch chuyển khỏi, nhếch miệng cười nói, Phượng Nhi, người quá coi thường ngươi ra công tử, đừng nói hắn là kim cương cảnh, liền xem như thiên quân ta đều có thể nhẹ nhõm dò xét hắn, mà lại hắn còn phát giác không được. Giang giật không quan tâm Phượng Loan, trực tiếp nhập định, tâm thần cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trong đầu hiện ra trong lôi hải một màn. Không sai, hắn chuẩn bị tiến vào loại kia thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, cái này trạng thái rất thần kỳ có thể dung hợp vào thiên địa bên trong, biến thành thiên địa bên trong bất kỳ cái gì sự vật cũng có thể vô thanh vô tức dò xét đến tình huống chung quanh, tựa như lần trước hắn dò xét thanh ngư tẩm cung, mà thanh ngư lại nửa điểm không biết được. Đáng tiếc lần này hắn vận khí thật không tốt, một mực dày vào nửa nén hương thời gian, vẫn là không tiến vào được, hắn mở to mắt nhìn thấy Phượng Loan khẩn trương nhìn xem hắn, hắn có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, Phượng Nhi, ngươi hơi chạm xa một chút, trên người ngươi. Có dị hương, nhiễu loạn tâm thần của ta, a à, Phượng Loan mặt thoáng cái trở nên nóng hổi, vội vàng lui ra phía sau ngồi ở góc giường một bên, cúi đầu xuống bên tai đều đỏ, vừa rồi nàng một lòng đều yên lặng tại cái kia trinh sát trên thân, cái nào chú ý tới thân thể nàng rời đi giang giật rất gần lại nhiễu loạn tinh thần của hắn. Giang giật hít một hơi thật sâu, khu trừ tạp niệm, lần này rất thuận lợi hắn thoáng cái tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đương nhiên cái này thiên nhân hợp nhất danh tự là chính hắn lấy. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình hóa thành một tia thanh phong, có thể trong phòng bay tới bay lui, còn có thể thấy rõ ràng phượng loan ngượng ngùng bụng mặt, một thân như son phấn ngọc da thịt có nhàn nhạt ửng hồng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trong đầu của hắn hình tượng nhất chuyển, bắt đầu cảm ứng trong khách sạn bên ngoài tình huống, từng cái loại bỏ, rất nhanh hắn khóa chặt cái kia trinh sát. Kia quả nhiên là một cái đặc thù chủng tộc, thân thể chỉ có cao hai thước, nhìn cùng một đứa bé con, mà lại thân thể nhỏ gầy, nhưng mặt cũng rất già nua. Giờ phút này hắn chính ghé vào khách sạn hậu viện trong một góc, trên thân không có một tia khí tức, nếu là không phải giang giật dò xét cẩn thận, căn bản không phát hiện được hắn cũng không có bốn phía loạn động ngược lại giống như một tên ăn mày núp ở viện tử trong góc làm bộ ngủ say giang giật vì sao có thể kết luận người này là trinh sát là bởi vì người này đột nhiên mở ra thoáng cái con mắt trong mắt đúng là lục sắc cái mũi của hắn còn một mực tại có chút run run tựa như một chó cái mũi quỷ gì tại hắn mở mắt thời điểm giang giật cũng cảm nhận được trong thân thể của hắn khí tức cường đại mặc dù thu liếm nhưng tuyệt đối là kim cương cảnh không sai hô hô Giang giật chậm rãi thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Kim cương cường giả trinh sát, hoặc là phi mã đại lục võ điện người, hoặc là liền là đại lục thế lực lớn con em, vô luận là thế lực nào người, phiền phức của các nàng đều lớn rồi. Công tử làm sao bây giờ Phượng Loan nhích lại gần, lần nữa xin chỉ thị. Xử lý hắn, Giang giật lạnh giọng quát khẽ nói, bất quá không phải, trời sáng đi hoang dã bên ngoài, người ta liên thủ bắt lấy hắn, trực tiếp luyện hóa thành hồn nô, xem hắn chủ tử sau lưng là ai lại nói. chương 568, có người chặn giết, một đêm vô sự, cái kia người lùn cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, tựa như một tên ăn mày núp ở góc tường. Giang giật bọn người ngày thứ hai dậy thật sớm rời đi về sau, kia người lùn vẫn là không nhúc nhích, Giang giật cũng không có phát ra thần thức đi dò xét hắn, hết thảy cùng thường ngày tiếp tục đi đường. Công tử, thế nào kia trinh sát cùng lên đến không có? Lái ra đi ngàn dặm, tại một cái hoang dã bên ngoài, Giang giật lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, chờ hắn mở to mắt về sau, Phượng Loan khẩn trương hỏi. Ừ, Thanh Ngư cùng Tiểu Nô đêm qua cũng không biết rõ kia trinh sát sự tình, nhìn thấy Phượng Loan khẩn trương như vậy lúc này mới hiếu kỳ hướng Giang giật nhìn lại, Giang giật cười lạnh, nói, đi theo đâu, bất quá cùng rất ẩn nấp, dựa vào thần thức lời nói, nói không chừng hội dò xét không đến, người này quả nhiên là cấp cao nhất trinh sát. Phượng Loan trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, động thủ. Giang giật dừng một chút, Nói ra, Phượng Nhi, người một người có thể bắt lấy hắn sao ta ý tứ không nên nháo ra quá lớn động tĩnh Không có vấn đề, Phượng Loan có chút tự ngạo nói, nói đùa Một cái thiên quân cầm xuống một cái kim cương cảnh, còn muốn náo ra động tĩnh lớn Phượng Loan cái này Phượng Minh Đại Lục Chi chủ cũng không cần làm Tốt, Giang giật gật đầu nói, chúng ta tiếp tục tiến lên, người lặng yên xuống dưới, trễ chút đuổi kịp chúng ta Ừm, Phượng Loan hóa thành một đạo thanh phong lẻn ra ngoài, tốc độ nhanh như tàn ảnh tụ liền xe phu chỉ cảm thấy màn xe khẽ động, bóng trắng lóe lên, liền Phượng Loan ra ngoài đều không có phát giác. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Phượng Loan thân thể hóa thành tàn ảnh hướng nơi xa trong rừng cây nhỏ phóng đi, tiềm phục tại vạn trượng bên ngoài một cái trong bụi cỏ, cũng không nhô ra thần thức, chỉ bằng mượn con mắt bốn phía lướt nhìn. Xuy suy không lâu lắm, một cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau bôn tẩu mà đến, người này tốc độ phi thường nhanh, mà lại cũng không có đi quan đạo, mà là tại quan đạo phụ cận hoang dã bên trong bôn tẩu mỗi lần bôn tẩu một khoảng cách đều sẽ tìm địa phương che giấu, người này tốc độ quá nhanh, nếu như là phổ thông võ giả sợ là chỉ có thể nhìn thấy quang mang lóe lên, hắn ảnh từ tự biến mất. Trọng yếu nhất người này vóc dáng quá thấp bé, thân thể cũng nhỏ, tùy ý bám vào một cái dưới tảng đá đều có thể ẩn tàng thân hình, Phượng Loan giống như không phải biết rõ hắn tồn tại, coi như tại cái này ngồi chờ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới hắn. Phượng Loan thu liếm khí tức không nhúc nhích, chờ đợi người này tới gần lại nhất cử cầm xuống. Nhưng mà, cái này người lùn tại ở gần phượng loan vạn trượng khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng lại, mà hậu thân con đột nhiên đằng không mà lên, hướng về sau mới chạy như bay. Bị phát hiện còn muốn trốn, phượng loan giật mình, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân thể tựa như tia chớp bay vọt mà ra, người giữa không chung trong tay hắc quang lấp lánh, rất nhanh nửa bầu trời tự hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. hắc ám đạo văn phóng thích, kia người lùn lập tức chạy không được, bởi vì bị hắc ám đạo văn bao phủ người, giống như thực lực so phượng loan thấp cả người hội cảm giác thoát ly thế giới cũ, lâm vào một cái hư cấu hắc ám thế giới bên trong, hoàn toàn lạc mất phương hướng. Suy suy, Phượng Loan nhẹ nhóm đánh ra một đạo lục quang, lục quang kia thoáng cái không có vào cái này người lùn trong thân thể, người lùn chớp mắt ngất đi. Cái này người lùn hoàn toàn chính xác đạt tới kim cương cảnh, nhưng cũng vẻn vẹn kim cương nhị trọng, đối với thiên quân võ giả tới nói, cùng nghiền ép một cái kiến tộc không có khác nhau. Hắc ám dần dần nhạt đi, bốn phía khôi phục yên tĩnh, Phượng Loan một tay sách theo người lùn sừng sướng giữa không trung, thần thức bốn phía quét tới, xác định phụ cận không ai theo dõi về sau, nhanh chóng hướng Giang Giật đuổi theo. Giang Giật bọn người cưới chính là xe ngựa, Phượng Loan tốc độ cao nhất lao nhanh, mấy cái chớp mắt tựu đuổi theo, trên người nàng lóe lên tiến vào lập tức trong xe, Sa Phu từ đầu đến cuối cũng không biết Phượng Loan đi ra. A, à, Giang Giật cũng không có giải thích, Thanh Ngư cùng Giang Tiểu Nô no giờ phút này vẫn chưa hay biết gì, nhìn thấy Phượng Loan mang theo một cái xấu xí người lùn vào đây, hai người có chút giật mình thở nhẹ một tiếng. Bắt đầu đi, Giang giật ánh mắt quét qua, khoát tay áo, thần thức bốn phía tản ra là Phượng Loan hộ pháp. Phượng Loan nhẹ gật đầu, trên tay sáng lên lục quang, chuẩn bị luyện hóa cái này người lùn là hồn nô. Loại này cấp bậc trinh sát giống như dựa vào khảo vấn khẳng định khảo vấn không ra cái gì, luyện hóa thành hồn nô biết tất cả mọi chuyện, mà lại có thể thêm một tên cấp cao nhất trinh sát thủ hạ, về sau cũng thuận tiện làm việc. Phốc, nào biết Phượng Loan vừa mới phóng thích bí thuật, kia người lùn thân thể run lên trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết chớp mắt trực tiếp tắt thở a à, giang tiểu nô cùng thanh ngư giật mình tiểu nô còn kinh hô lên bởi vì cái này người lùn trong miệng huyết là lục sắc tốt cao minh thủ đoạn giang giật cùng phượng loan liếc nhau sắc mặt hai người đều lộ ra phá lệ ngưng trọng phượng loan nặng nề thở dài nói công tử người này linh hồn nội ứng nên bị người bày ra bí thuật nếu là có người nghĩ luyện hóa hắn hoặc là siêu hồn liền sẽ lập tức chết đi, lần này địch nhân của chúng ta rất cường đại a. À. Đem thi thể ném ra bên ngoài, Giang giật phất phất tay, Phượng Loan thân thể lóe lên bay ra ngoài, đem thi thể tùy ý ném vào một cái trong rừng cây, lại chuồn trở về. Thanh Ngư thì vẻ mặt đau khổ thu thập trong xe ngựa máu đen. Giang giật trầm ngâm không nói, một lát sau làm ra quyết định, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một bao kim diệp tử, đi ra bên ngoài ném cho Sa Phu nói, ngươi nghe cho ta, đây là đưa cho ngươi thủ lao, chúng ta lập tức muốn rời khỏi, người tiếp tục khống chế xe ngựa hướng phía trước đi, đi 5 ngày là được. Cùng chúng ta trước kia đi đường đồng dạng, nếu có người hỏi ngươi chúng ta đi đâu, người tình hình thực tế nói là được, hiểu. Ừm ân, đa tả công tử ban thưởng. Sa phu nắm lấy một đại bao tử kim, trên mặt đều là kích động, cái này tử kim ít nhất có 10 cân A nhiệm vụ lần này sau khi trở về, hắn đời này tự áo cơm không lo. Đi, Giang giật phung tay lên, Phượng Loan Thanh ngư Giang tiểu nô núi đuôi nhau mà ra, Giang giật mang theo Giang Tiểu Nô, bốn người hóa thành tàn ảnh hướng núi cao xa xa bay đi. Tê tê, Sa Phu đi đây đi đó, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lại lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường đại võ giả, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Hắn sừng sốt một lát, không dám lười biếng, dương lên roi ngựa tiếp tục khống chế trước xe ngựa đi. Mạnh như thế người, hắn cũng không dám ngỗ nghịch hắn, vạn nhất bị hắn biết rõ, mạng nhỏ hội khó giữ được. Sừng sướng tại núi nhỏ chi đỉnh, mọi người thổi lạnh thấu xương hàn phong, Nhìn qua phía trước rộng lớn võ kỹ hoang dã, lại cảm giác có chút mờ mịt, không biết nên như thế đi về phía trước. Thanh ngư, tiểu nô, các ngươi nhất định phải vào đế cung bên trong, quá nhiều người, mục tiêu quá rõ ràng. Giang giật trịnh trọng nói, Thanh ngư cùng Giang tiểu nô nhẹ gật đầu, hai người cũng biết lần này không phải nói giỡn, có siêu cấp thế lực để mắt tới mọi người lúc nào cũng có thể khai chiến, hai người đi theo mục tiêu đúng là lớn, Giang tiểu nô không biến thân lúc cũng là vướng víu. Ông đem hai người thu nhập đế cung bên trong giang giật gọi ra đào một thú mang theo phượng loan hạ vạn trượng dưới mặt đất sở dĩ muốn dẫn lấy phượng loan là bởi vì nàng thực lực cường đại có hắc ám đạo văn trong lòng đất cũng có thể càng nhanh phát giác nguy hiểm một ngày hai người đoạt mệnh lao nhanh nhưng chỉ chỉ là một ngày người lùn thế lực sau lưng tự lộ ra nanh vuốt dữ tợn lòng đất vạn trượng phía dưới phượng loan đột nhiên để giang giật ngừng lại khí thức trên người nàng cũng chậm rãi dâng lên nhìn qua giang giật cười khổ nói công tử phía trước có người chặn giết, hết thảy sáu người, một tên thiên quân năm tên kim cương cường giả, chuẩn bị huyết chiến đi. Đi lên, dưới mặt đất không hiếu chiến đấu, đối phương nhiều người, cũng không biết có cái gì đặc thù thần thông, giang giật tự nhiên chuẩn bị đi lên khai chiến. Phượng Loan nhẹ gật đầu, tại giang giật thu hồi đào một thú về sau, một cái tay mang theo hắn, trong tay một thanh trường kiếm quấy, thân thể như cuồng long bắn thẳng đến mà lên. Phanh phanh phanh, vừa mới phá đất mà lên, phía trước mặt đất tầng tầng nổ tung, sau bóng người bay vụt mà lên, một tên có chút yêu khí tuổi trẻ công tử ánh mắt sáng giật nhìn chằm chằm Phượng Loan, nhếch miệng cười nói, "Hắc hắc, cô nàng này đúng là thiên quân cảnh, coi như không phải Phượng Hoàng chân thể, chuyến này cũng đáng a." À. Chương 569, Phật đế. Phượng Hoàng chân thể, Giang giật cùng Phượng Loan liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được mơ hồ, bất quá hai người đều theo trong lời này xác định mấy giờ. Đôi thứ nhất mới quả nhiên là sông hai người mà đến, chuẩn xác mà nói là hướng về phía Phượng Loan tới điểm thứ hai đối phương cùng bọn hắn không có thù thuần túy là cái này hoa bào công tử mộ danh phượng loan sắc đẹp cố ý tới cướp người nói một cách khác có người đang mượn đao giết người võ điện hai người đều là cực kỳ thông minh người cùng hai người có thù lại giống như này đại năng lượng chỉ có võ điện chỉ là hai người có chút không rõ vì sao võ điện không tự mình động thủ mà là giả tá cái này phi thiên tộc tay công tử tới sáu người chỉ có công tử này trên đầu có nho nhỏ sừng thú quá tốt phân biệt bất kể như thế nào Phiên Phước đã tìm tới cửa, suy nghĩ nhiều vô ích. Giang Giật ánh mắt nước nhìn, khóa chặt Phi Thiên công tử mở miệng nói ra: "Chư vị chặn đường chúng ta, ý muốn như thế nào? Mặc dù đối phương rõ ràng đến chi bất thiện, nhưng Giang Giật vẫn là quyết định nén giận, có thể không phát sinh xung đột tự không phát sinh xung đột. Công tử này đã có thể điều động thiên quân cường giả tại phi mã tộc địa vị khẳng định rất là cao thượng, không nói trước có thể hay không xử lý đối phương, coi như có thể xử lý cũng sẽ đâm phá thiên." đến lúc đó phi mã tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, hai người cũng chỉ có chờ chết. Ý muốn như thế nào? Tướng Mạo có một cô yêu khí công tử, ngoài 30, dáng người thon dài anh vĩ, người mặc một thân màu trắng viền vàng trường bào, một đầu tóc đen thui tập kết từng đầu bím tóc, trên đầu hai cái nho nhỏ hắc xác tăng thêm khuôn mặt anh Tuấn, yêu khí nụ cười, để hắn lộ ra phá lệ đặc lập độc hành, cũng có khác một loại lực hấp dẫn. Hắn u u cười một tiếng, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía giang giật, có chút ngoài ý muốn nói ra, tiểu tử, mỹ nhân này là ngươi. Giang giật khí tức trên thân chỉ có kim cương cảnh, vẫn là kim cương nhất nhị trọng dáng vẻ, giờ phút này cục diện như vậy, Phượng Loan không mở miệng, còn đứng ở phía sau hắn rõ ràng một bộ dùng giang giật cầm đầu là xem dáng vẻ, cái này khiến yêu dị công tử có chút ngoài ý muốn, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào giang giật, có thể có được một tên thiên quân cường giả là tùy tùng, bản thân cái này cũng là thân phận tượng trưng. Giang giật không yếu thế chút nào gật đầu nói, phải thì như thế nào chẳng lẽ lại ngươi muốn cưỡng đoạt không thành. Ha ha, yêu dị công tử cười khẽ lắc đầu, sau đó chắp tay nói, tại hạ phi thiên, gia phụ bay lư, là phi mã hoàng triều đại đế, xin hỏi các hạ tục danh đến từ phương nào. Ừ, Giang giật cùng Phượng Loan lần nữa liếc nhau, hai người con mắt đều sáng lên, một là có chút chấn kinh cái này phi thiên địa vị, đúng là hoàng tử phi mã tộc trực hệ tử đệ. Hai là hai người phát hiện đối phương có chút kiêng kỵ Giang giật thân phận, không dám mạo hiểm vậy mà công kích bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại thế giới này thiên quân cấp bậc cường giả vẫn là rất nhiêu xoa phượng loan nói rõ dùng giang giật làm chủ phi thiên tự nhiên cũng sẽ kiêng kỵ giang giật thân phận nếu là giang giật có lai lịch lớn cũng đều vì phi thiên tộc mang đến đại phiền toái giang giật trầm ngâm một phen thoải mái chắp tay nói phi thiên công tử cửu ngưỡng đại danh tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta họ y đến từ Đông Hoàng Đại Lục, lần này đi ra ngoài là đến du ngoạn lịch luyện một phen, xin hỏi phi thiên công tử ngăn lại chúng ta, có gì chỉ giáo? Giang giật mẫu thân tự họ y, hắn nói họ y cũng không sai, trọng yếu nhất chính là tại hoang vu trong Đông Hải hắn đã từng bị một cái họ y tiểu thư đã cứu, tên kia tiểu thư nắm giữ một cái thần kỳ bảo vật, tự liền yêu đế đều dò xét không đến, còn nói tùy ý đi Đông Hoàng Đại Lục hỏi thăm một chút liền biết nàng là ai, y ra tại Đông Hoàng Đại Lục khẳng định không phải hạng người vô danh, Giang giật lúc này mới giả mạo chính mình họ y. Họ y đông hoàng đại lục, phi mã công tử biến sắc, bên cạnh năm người cũng ánh mắt chấp động, hiển nhiên thật sự có ta kiên kỵ, giang giật cũng âm thầm vui mừng, xem ra thiếu nữ tóc tím kia gia tộc tại đông hoàng đại lục quả nhiên rất cường đại. Nguyên lai là y công tử, vừa rồi có nhiều đắc tội. Phi mã công tử rất nhanh chắp tay mở miệng, cũng xác nhận điểm này, không bằng hắn câu kế tiếp, để giang giật kém chút trực tiếp bão nổi, y công tử, người mỹ nhân này không tệ, ta rất là thích, có thể hay không chuyển nhượng cho ta muốn cái gì bảng giá đều tốt nói, quay đầu có cần phi thiên địa phương cứ mở miệng, đúng rồi. Ta trước đó không lâu vừa mới đạt được một cái hàn băng ngọc thể cực phẩm nữ tử, có thể hai tay dâng lên cho y công tử. Phượng loan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, phượng minh đại lục nữ tử vi tôn, đại lục thường xuyên có đưa nam sủng sự tình, đường đường phượng minh đại lục chi chủ nàng lại bị người xem như đồ chơi đòi hỏi nếu không phải Giang Giật không có mở miệng, nàng khẳng định bão nổi. Giang Giật cũng nổi giận, cái này phi thiên công tử rõ ràng rất là kiêng kỵ y ra, hiện còn muốn mạnh mẽ đòi hỏi Phượng Loan. Phượng Loan mặc dù là hắn hồn nô, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Giang giật đã sớm không có xem nàng như làm nô lệ nhìn, mà là xem như một người bạn, hắn trọng nhất cảm tình, lại như thế nào đem Phượng Loan đưa tiến. Sở dĩ hắn rất quả quyết nói ra, phi thiên công tử, ta kính ngươi là cái nhân vật, xin ngươi đừng vũ nhục bản công tử nhân cách. Lập tức thối lui, vẫn là bằng hiếu, ngày sau đi Đông Hoàng Đại Lục cũng tốt gặp nhau ây phi thiên công tử nụ cười ngưng tụ có chút trần chờ bên cạnh thiên quân cũng cúi đầu bờ môi khẽ nhúc nhích hiển nhiên tại thuyết phục hắn phượng loan khẩn trương nhìn chằm chằm phi thiên lại quay đầu nhìn giang giật một chút trong mắt lóe lên một tia cảm kích giang giật vừa rồi thế nhưng là không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt nàng là giang giật hồn nô nếu là giang giật thật ngoan tâm hạ lệnh để nàng đi theo phi thiên nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt phi thiên cùng đối phương thiên quân lão giả truyền âm hai câu gượng cười hai tiếng cùng giang giật nói ra đã y công tử không muốn kia tha thứ phi thiên mạo muội ngày sau có rảnh đi ruộng cắt thành phi thiên định tận tình địa chủ hữu nghị hảo hảo khoản đại y công tử cáo từ nhìn thấy phi thiên bọn người muốn đi giang giật cùng phượng loan thở dài một hơi hôm nay hai người bản đều định liều mạng lại không nghĩ rằng tùy ý báo một cái giả họ tự dọa lui đối phương đúng rồi phi thiên vừa định quay người rời đi đột nhiên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi y công tử trong nhà xếp hàng thứ mấy a à ngày sau nếu là đi y tinh thành, cũng tốt lấy chén nước uống rượu. Giang giật cũng không muốn quá nhiều, thuận miệng trở lại, tại hạ xếp hạng thứ năm, phi mã công tử như đi đông hoàng đại lục, có thể tới tìm ta. Thiếu nữ tóc tím xếp hạng thứ ba, tại giang giật xem ra, lớn như thế gia tộc tử đệ khẳng định nhiều, hắn cùng thiếu nữ tóc tím tuổi tác không sai biệt lắm đến, cũng liền thuận miệng nói một câu xếp hạng thứ năm. Ai ngờ, phi mã công tử nghe xong cái này, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, kia thiên quân võ giả cũng ánh mắt thoáng cái lạnh xuống phi thiên xoay người lại nghiêm mặt hỏi y công tử xác định xếp hạng thứ năm ừ giang giật trong lòng một cái lộp bộp ám đạo không ổn nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói ra là sắp xếp thứ năm thế nào a à, phi thiên trên mặt lại lộ ra yêu bên trong yêu khí nụ cười tiếp tục hỏi kia y gia tộc trưởng kêu cái gì y gia tuyệt kỹ thành danh là cái gì y công tử có biết có thể đùa nghịch mấy tay cho chúng ta nhìn xem lộ tẩy giang giật cùng phượng loan trong lòng đồng thời trầm xuống cái bài danh kia thứ năm quả nhiên có vấn đề cái này phi thiên đã đang hoài nghi thân phận của hắn hắn nào biết được y gia tộc trưởng họ gì tuyệt kỹ thành danh là cái gì lập tức chỉ có thể cắn răng nói ra phi mã công tử người có ý tứ gì ha 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 phi mã công tử cười ha hả trêu tức nói ra ta có ý tứ gì ngươi sẽ không liền bản thân tộc trưởng ra ra ngươi tục danh cũng không biết a à vẫn là ta đến nói cho ngươi đi y gia tộc trưởng gọi y thiên phật là cửu đế một trong phật đế y gia nhân khẩu thưa thớt đời thứ hai chỉ có một trai một gái, nữ nhi mất tích nhiều năm, đời thứ ba chỉ có tam tử một nữ, ngươi lại nói xếp hạng thứ năm ngươi đến tột cùng là người phương nào dám mạo muội y ra con em trà trộn vào phi mã đại lục có mục đích gì hôm nay không nói rõ ràng, đừng trách bản công tử đem ngươi trở thành làm gian tế cầm xuống. chương 570, ta là cha ngươi, oanh, sang giật nghe được phi mã công tử, đầu như lôi điện đánh xuống thoáng cái mộng, hắn cũng không phải là sợ hãi, luống cuống. Mà là nghe được phi mã công tử đối với y ra giới thiệu, thoáng cái để trong lòng hắn khuấy động khó bình y gia tộc trưởng gọi y thiên phật là cửu đế một trong phật đế y gia nhân khẩu thưa thớt đời thứ hai chỉ có một trai một gái nữ nhi mất tích nhiều năm y gia quả nhiên nghiêu xoa tộc trưởng là cửu đế một trong có thể không nghiêu xoa sao mà y phiêu phiêu đến đến đông hoàng đại lục năm đó thực lực biêu hãn đến cực điểm điểm trọng yếu nhất trên thân bảo vật nhiều đến dọa người còn có thể tùy ý vượt ngang hoang vu đông hải Điều này nói rõ cái gì nói rõ Y Phiêu Phiêu cũng lai lịch rất lớn a. À. Y gia chỉ có một trai một gái, nữ nhi mất tích nhiều năm, cái này không vừa vặn cùng Y Phiêu Phiêu tư liệu đối mặt sao chẳng lẽ lại Y Phiêu Phiêu liền là Y Thiên Phật nữ nhi. Mặc dù biết Y Phiêu Phiêu lai lịch phi phàm, nhưng cái này chấn động cũng quá lớn a, à Đông Hoàng Cửu Đế một trong a. À. Như Y Thiên Phật thật sự là ngoại công của hắn, hắn đi Đông Hoàng Đại Lục hết thảy liền sẽ vô cùng thuận lợi, nói không chừng có thể dựa vào Y gia thế lực nhẹ nhóm cứu trở về Tô Như Tuyết hủy diệt võ điện. Không đúng, Giang giật đột nhiên nghĩ đến mấy giờ, lại cảm thấy có vấn đề, y phiêu phiêu để hắn đi tìm dư ôn giống như hắn là Phật đế nữ nhi, kia vì sao không cho hắn trực tiếp đi tìm y ra còn có nàng không phải hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục sao vì sao phi mã công tử còn nói mất tích nhiều năm điểm trọng yếu nhất, nếu lại y phiêu phiêu là Phật đế nữ nhi, nàng như thế thân phận, nhiều năm như vậy vì sao chưa có trở về tìm hắn. Rất rất nhiều nghi hoặc, để Giang giật mơ hồ, nhưng phi mã công tử mở miệng lần nữa, để hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tiểu tử nói hay không không nói chúng ta sẽ phải động thủ. Giang giật thu hồi suy nghĩ cũng không trả lời bởi vì hắn căn bản không có cách nào giải thích. coi như hắn nói đến tự thiên tinh đại lục đi ngang qua phi mã đại lục cái này phi thiên công tử đồng dạng sẽ theo giết không sai a à chỉ cần giang giật không có thân phận đặc thù hắn khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt phượng loan. sở dĩ hắn không có đường có thể đi chỉ có chiến hắn hướng phượng loan nháy mắt ra dấu chắp tay cười nói, "Phi Thiên công tử, kỳ thật ta không họ áo, mà là họ cha, ta là cha ngươi." Ông, một chữ cuối cùng nói xong, giang giật đôi mắt trong nháy mắt đỏ như huyết, trên thân cuồn cuộn sát khí đổ xuống mà ra, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, u minh quỷ hỏa lấp lánh, đối Phi Thiên công tử đột nhiên đánh xuống. Xuy suy, gần như đồng thời, Phượng Loan cũng động, hai tay hắc quang lấp lánh, nương theo tay nàng múa, phụ cận phương viên một giảm lập tức bị bóng tối bao trùm. Thật can đảm, một đạo kinh thiên lôi giống nổ vang, chấn động đến giang giật màng nhĩ chảy máu, nguyên lực nhiễu loạn, Phượng Loan thân thể mềm mại cũng run lên, lúc đầu một mảnh đen kịt khắp nơi hắc vân thoáng cái giảm đi. Đối phương Thiên Quân cường giả xuất thủ, chỉ là vừa hô, lại đem hắc ám đạo văn cho phá đi. Càng làm cho giang giật khiếp sợ là, kia vừa hô lại chấn động đến không gian chấn động, để hắn bắn ra u minh quỷ hỏa tốc độ trở nên chậm mấy lần, kia Thiên Quân lão giả thì nhanh chóng đem phi thiên bốn người quăng bay ra đi chính mình cũng gấp mau lui đi, để giang giật công kích không có chút nào thành tích. Khúc lão, giết cho ta tiểu tử này, bắt sống cái kia tiện nữ nhân, bản công tử muốn sống sống đùa chơi chết nàng. Nơi xa phi thiên công tử bạo giống vang lên, kia thiên quân cường giả hóa thành một đạo kích quang điện ảnh theo bên cạnh thiểm đến, Phượng Loan không sợ hãi chút nào xông tới, một phát bắt được giang giật hướng nơi xa hất lên, đồng thời truyền âm nói công tử đi mau, người này thực lực so với ta mạnh hơn, ta đỉnh trước lại, người mau trốn. Phượng Nhi, Giang giật nhìn thấy phía trước Phượng Loan chỗ địa phương bị hắc ám bao lúng, tâm thần chấn động, cảm động đến ảo ảo. Vừa rồi hắn không có hạ mệnh lệnh, Phượng Loan hoàn toàn là tự chủ sông đi lên, vì cho hắn cơ hội đào tẩu, Phượng Loan biết rõ không địch lại, rất có thể sẽ chết trận, cũng nghĩa vô phản cố sông đi lên. Làm sao bây giờ, vứt bỏ Phượng Loan đào tẩu, đây không phải phong cách của hắn, vừa rồi Phượng Loan cử động đã hoàn toàn đạt được hắn tán thành, hắn là cái cảm tính người, nếu là lần này đào tẩu, hắn cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Cũng sẽ để trong lòng lưu lại âm ảnh, về sau gặp được nguy hiểm không có tử chiến quyết tâm, ngược lại sẽ lần lượt tránh lui, tiếp tục như vậy hắn tựu đã mất đi cường giả chi tâm, cả một đời thành tựu có hạn. Đã không thể đi, kia chỉ có tử chiến, hắn con người nhất chuyển, trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể bạch quang sáng lên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra ngoài mười dặm hoang dã bên trong. Ông, hắn hai con người trở nên đỏ như máu, sát lục chân ý phóng thích, thoáng cái lại đem phụ cận phi thiên công tử bốn người bao phủ đi vào. Hắn không có đi hiệp trợ Phượng Loan, hắn lựa chọn biện pháp rất đơn giản, vây ngụy cứu triệu, chỉ cần cầm xuống phi thiên công tử, Phượng Loan bên kia nguy cơ lập giải. Chết, nhìn qua bị sát lục chân ý chân áp, toàn thân không thể động phi thiên mấy người, giang giật thân thể như du long lao đi, trong tay hỏa long kiếm hai điều trên hỏa long du tẩu xoay quanh, hỏa linh châu bên trên cũng quang mang lấp lánh, liền muốn bắn ra dung hợp võ kỹ. Suy suy, Hai đầu hỏa long xuất hiện, bốn phía mấy chục đầu vô hình phong long gào thét, mang theo đầy trời quỷ hỏa bay đi, quỷ hỏa vừa mới xuất hiện, bốn phía cây cối cỏ dại lập tức bốc cháy lên, khắp nơi giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem Phi Thiên mấy người hoảng sợ mặt chiếu lên sáng như tuyết. Ông, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phi Thiên trong tay một chiếc nhẫn sáng lên, một cái màu đồng cổ chuông nhỏ xuất hiện. Cái này chuông nhỏ lớn lên theo gió, kịch liệt biến lớn, thoáng cai biến thành đường kính một trượng đại, cổ chung bay lên mà ầm vang rơi xuống đem phi thiên công tử cùng hai tên kim cương cường giả chụp vào trong. a à, a à, hai gã khác kim cương cường giả tựu rất khổ bức, bởi vì khoảng cách phi thiên có chút xa, không có bị cổ chung bao lại, bị quỷ hỏa đánh chúng thân thể, nhanh chóng bị thiêu hủy, cuối cùng hóa thành đen xám, liền tàn thi đều không có lưu lại. Ông, có quỷ hỏa đánh vào cổ chung bên trên, kia cổ chung tản mát ra vạn trượng thanh quang, lại không có bị thiêu hủy mà lại hai đầu hỏa long đụng vào, cổ chung không có một tia dao động. Bất quá theo quỷ hỏa biến mất, kia cổ trung bên trên quang mang lờ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên bên trong cấm chế năng lượng bị tiêu hao không ít. Tiểu tạp trùng, người dám đả thương ta ra công tử, định để các người toàn tộc chó gà không tha. Nơi xa truyền đến thiên quân cường giả khúc lão gầm thét, tiếng giống lần nữa chấn động đến giang giật màng nhĩ chảy máu, nguyên lực nhiễu loạn, đây cũng là một loại cực kỳ lợi hại thần thông. Giang giật quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy bên kia hắc vân dần dần nhạt đi, nhưng rất nhanh lại hắc vân dày đặc, hiển nhiên Phượng Loan đang liều mạng kéo lấy khúc lão chết giang giật nảy sinh ác độc lần nữa đánh ra một đạo dung hợp võ kỹ hai đầu hỏa long mang theo quỷ hỏa đột nhiên đối cổ trung đánh tới suy 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 hỏa long vẫn không có đối cổ trung tạo thành nửa điểm tổn thương nhưng quỷ hỏa lại không ngừng tiêu hao cổ trung năng lượng tại quỷ hỏa hao hết lúc cổ trung rốt cuộc quang mang lé lên từ giữa đó nứt ra một cái lỗ sau đó một tiếng rất nhỏ nổ vang cổ trung chia năm sẻ bảy tiểu tạp toái cho bản công tử đi chết cổ trung nổ nát bên trong phi thiên công tử mấy người cũng xuất hiện nhưng phi thiên trên đầu sừng thú lại phát sáng lên hai cái sừng thú bên trên lôi quang lấp lánh một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn sừng thú bên trên truyền ra hai đạo lôi điện mắt thấy là phải bắn ra trốn giang giật nội tâm chấn động hắn theo trong sấm sét cảm giác được nguy hiểm chí mạng nếu là cưỡng ép công kích hắn tuyệt đối sẽ bị lôi điện oanh thành mảnh vỡ sở dĩ hắn không có chút gì do dự trên thân bạch quang lóe lên cũng không kịp thuấn gì bốn phía thiên địa nguyên khí nhanh chóng lưu động ngừng tụ ra mấy chục cái hư ảnh, đầy trời bốn phía chạy trốn mà đi. chương 571, thua chạy. a à, phi thiên công tử mơ hồ, nhiều như vậy cái giang giật hắn nên công kích cái nào hắn cái này lôi điện một khi phóng thích, là tuyệt đối thu không trở lại, hắn chỉ có thể cắn giang tùy ý khóa chặt giang giật hai cái phân thân vào tới. Xoẹt xoẹt, hai cái phân thân bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt biến mất vô ngân, nhưng rõ ràng không phải giang giật chân thân, bởi vì còn lại phân thân còn tại không ngừng chạy trốn. Hiu, hiu, hưu, hưu, hưu. Tại lôi điện năng lượng trên không trung hao hết về sau, Giang giật mười mấy cái phân thân đi mà quay lại, theo bốn phương tám hướng hướng ba người bay vụt mà đến. Mặc dù Giang giật trên thân thể không có toát ra loại kia kinh khủng sát khí, nhưng vẫn như cũ để ba người tâm giật mình. Giang giật quỷ hỏa quá kinh khủng, kia hai cái kim cương cường giả thế nhưng là trong nháy mắt bị miểu sát, cặn bã đều không có còn lại một điểm A. Trốn, ba người không có chút gì do dự, phi thiên công tử mặc dù có kinh khủng lôi điện, nhưng bắn không chúng giang giật thì có ích lợi gì mà lại vừa rồi giang giật sát lục chân ý để bọn hắn động đều không động được giờ phút này không trốn chờ đến khi nào hiu 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 ba người phân làm ba phương hướng nhưng đồng loạt đều đánh ra công kích hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà đến giang giật phân thân công kích mà đi phi thiên công tử thông minh nhất hắn lựa chọn hướng khúc lão phương hướng chạy vội trên đầu của hắn nho nhỏ sừng thú bên trên lôi điện lấp lánh một khi giang giật phân thân tới gần sẽ công kích chết Giang giật hoàn toàn chính xác đối phi thiên có chút kiêng kỵ, hắn không có đi truy sát phi thiên, hắn chân thân lặng yên hướng trong đó một tên kim cương cường giả bay đi, tại ở gần ngàn trượng lúc, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên vung xuống. Nương theo lấy sở hữu phân thân biến mất, hai đầu hỏa long mang theo một đoàn cửu thiên long viêm gào thét mà đi, giang giật trong nháy mắt này cũng thả ra sát lục chân ý, trước mặt kim cương cường giả thoáng cái không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hai đầu hỏa long bay tới. Bành! Cửu thiên long viêm mặc dù không có u minh quỷ hỏa bá đạo, nhưng há lại cái này nho nhỏ kim cương cảnh ngũ trọng võ giả có thể ngăn cản hai đầu hỏa long như yên hoa chán phóng đánh vào cái này võ giả trên thân thể, vô số trái đen thịt nát bắn tung tóe người kia trong nháy mắt tử vong. Khúc lão, như thế hai cái trong chớp mắt, phi thiên công tử đã bay đến khúc lão bên kia, hắn trầm hống, trước tiên đem cái này tiểu tạp toái chém giết, cái này tạp toái giết lão phục bọn hắn, còn muốn giết lão hỏa. Tiểu tạp toái muốn chết, khúc lần trước âm thanh bạo giống, Giang giật màng nghĩ lại một trận nhói nhói, nguyên lực nhiễu loạn để lúc đầu ngay tại chạy vội hắn, kém chút đụng đầu vào trên mặt đất. Hắn cương ép đứng vững thân thể, chờ nguyên lực khôi phục bình thường về sau, trên thân bạch quang lóe lên, hướng một bên khác một tên kim cương cường giả thuấn di mà đi. Uống, phượng loan một tiếng khẽ kêu, liều mạng gắt gao kéo lấy khúc lão, chỉ cần Giang giật đem còn lại một tên kim cương cường giả chém giết, phi thiên công tử bên người tựu không ai. Giang giật cũng có thể toàn lực truy sát phi thiên công tử, Khúc Lão nhược nghĩ bảo vệ Phi Thiên chỉ có rút lui, ầm um, rất nhanh Giang giật đuổi kịp suy nhất còn lại Kim Cương hộ vệ sát lục chân ý chân áp hai Thiên hỏa long lóe lên một cái rồi biến mất cử Thiên Long viêm nhẹ nhõm đem hắn thân thể biến thành cho bụi lăn đi Khúc Lão rốt cuộc sợ hãi một tiếng chấn thiên bạo giống đánh ra từng đạo cường đại công kích khiến cho Phượng Loan không thể không lui nhanh Khúc Lão thân còn lóe lên bay đến Phi Thiên bên người một tay mang theo hắn hướng nơi xa cuồng lướt mà bay lượn phương hướng đúng là giang giật vị trí. Công tử, cẩn thận, Phượng Loan kinh hô lên, khúc lão nguyên lai không phải nghĩ rút lui, mà là lựa chọn cùng giang giật đồng dạng chiến pháp, hắn không cách nào thời gian ngắn trọng thương Phượng Loan, chỉ có trước chém giết giang giật, lấy thêm hạ Phượng Loan. Ừ, giang giật vừa mới chém giết duy nhất còn lại kim cương hộ vệ, nghe được Phượng Loan quát lớn, đột nhiên quay đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà tới. Sắc mặt hắn biến đổi, trở tay bắn ra một đạo dung hợp võ kỹ, thả ra đại lượng cửu thiên long viêm để phong long mang theo bắn ra mà đi. U Minh Quỷ Hỏa đã dùng một nửa, hắn cũng không dám tùy ý lại phong thích, thứ này dùng một điểm ít một chút, quá chân quý. Đồng thời, hắn thả ra phân thân thiên vạn vô thuật, thân thể hóa thành 4-50 cái hư ảnh, hướng trên trời dưới đất tháo chạy mà đi, ý đồ ảnh hưởng phản khúc lão phán đoán, nhẹ nhóm đào tẩu. Chỉ là, hắn quá coi thường thiên quân cường giả, cái này khúc lão vẫn là chính mình cảm mộ đạo văn tăng lên đi lên, hắn cũng không có phóng thích đặc biệt thần thông, mở ra miệng rộng một tiếng bạo giống, phá. Một tiếng sư tử kinh thiên giống, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, phía trước tầng không gian tầng chấn động, tựa như bình tĩnh mặt hồ nện vào một cái như cự thạch, không gian xuất hiện đạo đạo gợn sóng, kia gợn sóng còn dị thường rõ ràng, là người đều có thể nhìn thấy. Không gian sóng chấn động như liên y phúc tán mà đi, giang giật bắn ra hai đầu hỏa long cùng cửu thiên long viêm, bị sóng chấn động phúc tán mà qua, tốc độ thoáng cái trở nên cực kỳ chậm chạp. Sóng chấn động cũng nhẹ nhõm đem giang giật sở hữu phân thân bao phủ đi vào, giang giật mấy chục cái phân thân bỗng chốc bị đánh sơ xác chân thân cũng giữa không trung run lên, trùng điệp đập xuống trên mặt đất. Cái này sư tử hống có thể làm cho giang giật nguyên lực nhiễu loạn, mặc dù rất ngắn, nhưng nguyên lực một khi nhiễu loạn, giang giật tự không có cách nào khống chế phân thân, hắn vừa mới bay vọt lên trên trời, tự nhiên cũng liền đập xuống trên mặt đất. Công tử, Phượng Loan quá sợ hãi, thân thể điên cuồng lướt đến, hai tay nhanh chóng múa, lần nữa phóng thích hắc ám đạo văn. Nàng một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần trước khác còn tại tràn ra tiên huyết, hiển nhiên mới vừa rồi bị khúc lão đả thương, nhưng giờ phút này cái gì đều không để ý tới, bởi vì Giang giật chết một lần, nàng cùng Thanh Ngư cũng muốn chết. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cùng Giang giật ở chung, trong nội tâm nàng đối Giang giật có loại không hiểu tình cảm, có lẽ cũng là quen thuộc làm Giang giật nữ nô, một lòng vì hắn suy nghĩ, nhìn thấy Giang giật gặp nạn nội tâm của nàng nhanh như hỏa phần. Hừ, khúc lão nhãn xem liền muốn tiếp cận, Giang giật đã không có cách nào chạy trốn, coi như thuấn gì cũng rất có thể bị hắn xuất thủ chém giết. Tại sống còn thời khắc, hắn không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại vỗ mặt đất thân thể phản hướng khúc lão bắn ra mà đi, một tay vung vẩy hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, lần này hắn dung hợp chính là u minh quỷ hỏa. Quỷ hỏa vừa ra không khí bốn phía đều bốc cháy lên, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng khúc lão cùng phi thiên công tử bao phủ đi. Đồng thời, hắn một cái tay khác, sớm ngưng tụ ra tinh thần chi lực đột nhiên phóng thích, hóa thành một cái tay nhỏ ấn hư ảnh đánh ra. Dầm dầm rầm tinh thần chi lực rất cường đại, vỗ ra lệnh làm không gian chấn động, nổ ra từng tiếng không khí bạo hưởng, phía trên kinh khủng uy áp để vốn định bắn ra lôi điện phi thiên công tử sắc mặt dây lát biến, hắn kinh hô lên, khúc lão, là cửu thiên tinh thần chi lực. Ha ha ha, một đạo điên cuồng tiếng cười to, gần như đồng thời vang vọng khắp nơi, lão cẩu, muốn giết chết ta, ta liền để các ngươi công tử chôn cùng. Giang giật liều mạng, hắn lấy chính mình mệnh đang đánh cược, cược khúc lão không dám dùng phi thiên mệnh cùng hắn đổi. Như thế khoảng cách, khúc lão muốn chém giết hắn quá dễ dàng, nhưng hắn quỷ hỏa cùng tinh thần chi lực cũng quá bá đạo, khúc lão có lẽ có thể không chết, nhưng phi thiên không nói bị tinh thần chi lực vỗ chúng, coi như bị quỷ hỏa tới gần, hắn cũng phải hóa thành cho bụi. Tiểu tạp toái, xem như ngươi lợi hại, khúc lão quả nhiên không dám đánh cược, hắn một tiếng bạo giống, để không gian chấn động, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng về sau mặt thối lui. Mà nơi xa Phượng Loan đã nhích lại gần, khúc lão biết rõ rốt cuộc không có có cơ hội chém giết giang giật, không trốn nữa phi thiên công tử đem rất có thể chết ở đây. Hưu, khúc lão mang theo phi thiên công tử phóng lên tận trời hướng nơi xa bỏ chạy, phi thiên cũng biết hôm nay tính toán bại, chỉ có thể nổi giận giống to, tiểu tạp vái, cho bản công tử chờ lấy, trong vòng 10 ngày không giết ngươi, bản công tử thề không làm người. Trường 572, Mưa gió đường ban đêm, hô hô, các loại chờ khúc lão biến mất ở chân trời, giang giật cùng Phượng Loan đồng thời thở ra một hơi dài. Lần này thật là quá hung hiểm, may mắn cái này phi thiên công tử tự cho là đúng đích thân đến, nếu là chỉ phái kia thiên quân cường giả một người, sợ là giang giật không chết, Phượng Loan ít nhất phải bị bắt. Đi, hai người thở hổn hển một hơi, lập tức hướng nơi xa lao nhanh, lần này hai người không dám xuống mặt đất đi, đã đối phương có thể đơn giản dưới đất tìm tới hai người. Vậy đi dưới mặt đất còn có cái gì ý nghĩa? lập tức phượng loan nuốt vào một viên thuốc chữa thương sách theo giang giật hướng nơi xa chạy như điên bôn tẩu trăm dặm sau phượng loan ngừng lại giang giật bắt đầu phóng thích thần niệm hai người chuẩn bị theo thú nhân đại lục cách đi một đường bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi thần niệm vô thuật rất lợi hại nửa nén hương thời gian tựu nhẹ nhõm đem phương viên trăm vạn lý cho dò xét một lần giang giật cũng tìm được một đầu an toàn nhất con đường đi từ bên này nghiêng đi xuyên qua đi bên kia có một cái cự đại sơn mạch bên trong dãy núi ít ai lui tới mạnh nhất là có yêu vương, dọc theo vùng núi này đi, có thể nhẹ nhõm vượt ngang trăm vạn dặm đường. Giang giật xác định lộ tuyến, Phượng Loan lập tức mang theo hắn điên cuồng đi đường, phi thiên công tử truy binh khẳng định phải không được bao lâu liền sẽ tới, giờ phút này trốn được càng xa càng an toàn. Phi thiên công tử là phi mã hoàng triều hoàng tử, tại hoàng triều nội địa vị cao thượng, điều động mấy cái thiên quân khẳng định không là vấn đề, một khi có hai cái thiên quân đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Quả nhiên, bôn tàu mấy ngàn dặm, phía trước xuất hiện một mảnh liên tục thanh sơn, núi cao cửa khe, rừng cây rậm rạp, nơi này là một mảnh chân chính hoang sơn, trong núi yêu thú dày đặc, con cọp ẩn núp, bình thường võ giả khẳng định không dám xâm nhập. Hưu, Giang Giật đã dò xét qua, nơi này không có yêu đế, Phượng Loan tự nhiên không hề cố kỵ, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt vào bên trong dãy núi. Chân sau tại trên núi đá nhẹ nhàng điểm một cái, người như phi hạc thổi qua một mảnh tiểu tùng lâm, chân ngọc một điểm thân thể lại bay vọt lên, vượt ngang một cái cự đại khe rãnh, mấy cái trong chớp mắt vọt vào dãy núi chỗ sâu. Một đường lao nhanh, ngẫu nhiên hội dừng lại, giang giật phóng thích thần niệm dò xét, xem phải chăng có cường giả truy sát mà đến, xác định thoáng cái lộ tuyến, Phượng Loan cũng phải dùng nghỉ ngơi một chút, hai người cứ như vậy điên cuồng đi đường. Đêm xuống, trong núi mãnh thú xuất động, ẩn núp con cọp cũng nhao nhao ra kiếm ăn, trong đêm đại sơn kinh khủng dị thường, không cẩn thận liền sẽ lấy nói. Rất nhiều kinh khủng độc trùng thậm chí trên thân không có nửa điểm khí thức, ngụy trang thành lá cây nhánh cây thạch đầu, phượng loan không thể không lên dây có tinh thần thần thức một lần lại một lần tại bốn phía đảo qua đối bóng đêm đoạt mệnh lao nhanh đêm đen như mực nước tối nay bầu trời mây đen bịt kín tiếng sấm vang rền khắp nơi đưa tay không thấy được năm ngón hắc làm cho người khác tim đập nhanh tại thâm sơn hoang trong cổ đi đường người bình thường đều sẽ sợ hãi trong lòng cái này không quan hệ thực lực là nhân loại bản năng đối không biết sự vật e ngại phượng loan thực lực cường đại vẫn là phượng minh đại lục đại đế nhưng nói cho cùng vẫn là một cái chừng 20 nữ tử. Nếu không phải có giang giật ở bên người, tình huống nguy cấp, giờ phút này nàng là vạn vạn không dám tiếp tục đi đường. Oanh, 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 bầu trời mưa to rốt cục mưa như chút nước mà xuống, cuồng phong tàn phá bừa bãi, để trong núi rừng khắp nơi vang lên một loại thanh âm quái dị. Nước mưa đánh vào trên thân hai người, để cho hai người áo bào ướt đẫm. Mưa quá lớn coi như hai người vận chuyển nguyên lực bốc hơi hơi nước cũng không làm nên chuyện gì, sở dĩ hai người dứt khoát không đi vẽ vời thêm chuyện, Phượng Loan còn muốn phóng thích thần thức bốn phía dò xét, tự nhiên không có khả năng tùy thời phân tâm. Dầm dầm, mưa càng rơi xuống càng lớn, hai người áo bảo hoàn toàn ướt đẫm, dán tại trên thân nhấp nhúa, cũng đem Phượng Loan hoàn mỹ đường công hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nước mưa đem nàng búi tóc làm rối loạn, mái tóc dán vào gương mặt, để nàng có chút chật vật, nhưng nhiều hơn một loại sở sở động lòng người khí chất. Có lẽ là bởi vì trong lòng lo lắng, hay là bởi vì cái này trong đêm có chút sợ hãi, có lẽ là thương thế còn không có phục hồi như cũ, có lẽ là toàn thân ướt đẫm, để Phượng Loan cảm giác có chút hàn ý, nàng bước chân mặc dù vẫn như cũ vững vàng, nhưng thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, sắc mặt cũng biến thành có chút phát xanh, nhìn làm lòng người sinh thương yêu. Giang giật ngay tại Phượng Loan bên người, lại thế nào không cảm giác được sự khác thường của nàng liền có chút lo lắng nói ra, "Phượng Nhi, nếu không ngươi vào đế cung đi nghỉ ngơi dưới, ta đến đi đường đi." "Không" Phượng Loan quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói: Công tử, Phượng Nhi không có việc gì, đừng lo lắng ta. Giang Giật tốc độ tương đối mà nói quá chậm, mà lại hắn thần thức không có Phượng Loan mạnh, tại cái này trong núi lớn rất dễ dàng xảy ra chuyện, lại nói hắn phóng thích thần niệm lúc cũng cần người hộ pháp, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Giang Giật cũng minh bạch cái này mấy giờ không cần phải nhiều lời nữa, không bằng hắn duỗi ra một cái tay vòng lấy Phượng Loan eo nhỏ nhắn, thân thể cũng dán lên Phượng Loan, cho nàng một tia ấm áp lần này hắn cũng không phải chấm mút, là thật tâm muốn cho Phượng Loan một chút ấm áp, để nàng cảm giác có chỗ dựa vào. a à, Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, mà tái nhợt bên trên lộ ra một mặt chiều hồng, bất quá nàng cũng cảm nhận được giang giật tâm ý không có kháng cự, ngược lại khẽ run thân thể mềm mại rất nhanh bình định xuống tới, trong lòng không hiểu cảm giác được một tia ấm áp, bôn tẩu bước chân cũng càng thêm vững vàng. Hai người đều yên lặng đi đường, bầu trời vẫn như cú bão tố tàn phá bừa bãi, bốn phía vẫn như cũ hàn khí bức người, nhưng hai người chẳng những không có cảm giác được thanh lãnh, ngược lại cảm thấy có chút nhàn nhạt kiều diễm khí tức tràn ngập khắp nơi, để cái này khô khan đi đường trở nên có một phen đặc biệt tư tưởng. Phượng Loan tốc độ quá nhanh, hai người tại nửa đêm tự vượt ngang dãy núi, trong núi còn gặp hai cái yêu vương, bất quá hai người không có xuất thủ, chỉ là bằng vào khí tức cường đại uy hiếp lại bọn chúng. Xuyên qua dãy núi, Giang giật để Phượng Loan dừng lại nghỉ ngơi, hắn lần nữa phóng thích thần niệm dò xét tình huống, tìm kiếm chính xác lộ tuyến, một nén nhang thời điểm về sau, hai người tiếp tục lên đường, đối mưa to điên cuồng đi đường. Một ngày một đêm thời gian, hai người vượt ngang mấy trăm vạn dặm đường, Giang giật lựa chọn sử dụng lộ tuyến không tệ, chưa từng tới gần thành trì, chỉ đi dã ngoại hoang vu, tránh cho bị phi mã đại lục trinh sát dò xét đến. Có lẽ là Giang giật hai người đi đường suốt đêm quá nhanh, có lẽ là hai người đi lộ tuyến quá vắng vẻ, hay là phi thiên còn không có triệu tập đầy đủ nhân thủ truy sát, không chỉ là cái này một ngày một đêm, về sau mấy ngày thời gian, truy binh thế mà chưa từng xuất hiện đến, thậm chí liền trinh sát hai người không có gặp được. Ngày thứ 8, Giang giật hai người đã không biết vượt ngang bao nhiêu dặm đường, đoán chừng ít nhất cũng vượt ngang hơn phân nửa cái phi mã đại lục. Tại Giang giật phóng thích thần niệm dò xét đến phương viên 10 vạn lý, vẫn là không có phát hiện trinh sát cùng truy binh về sau, hắn rốt cuộc quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút, 8 ngày 8 đêm đi đường, Phượng Loan đã mệt mỏi thành chó, hắn cũng mỏi mệt không chịu nổi. Đương nhiên, giang giật không có tùy ý tìm địa phương liền đi ngủ mà là tìm tới một cái cự đại hồ nước hắn cùng phượng loan lặng yên lặn hạ hạ đáy hồ trong hồ lớn có rất nhiều hải yêu còn chiếm cứ một đầu to lớn mãng xạ yêu vương giang giật không có đánh giết cái này yêu vương dùng sát lục chân ý uy hiếp về sau hắn đem đế cung lấy ra lúc này mới đem phượng loan truyền tống vào đi chính hắn cũng tiến vào đế cung bên trong đế cung mở ra cấm chế mãng xạ yêu vương không phá hư được đế cung cũng không dám công kích có cái này yêu vương tại bình thường trinh sát làm sao dám xuống hồ ngọn nguồn. Phượng Loan trở ra trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ, Giang Giật cũng tìm một cái phòng ngủ thật say. Ngủ say trước đó, trong đầu của hắn lại hiển hiện một cái thật sâu nghi hoặc, phi thiên đại lục đã xảy ra chuyện gì nhiều như vậy ngày, hắn lại không có phái người theo đuổi giết phi thiên thế nhưng là nói, trong vòng 10 ngày không giết Giang Giật, thề không làm người. chương 573, Kim Xí Đại Bằng Điều Cái này ngủ một giấc một ngày một đêm, chờ Giang Giật khi tỉnh lại, lại phát hiện giang tiểu nô mốc hề hề ngồi tại bên giường nhìn xem hắn vẫn là hai tay bám lấy cái cằm rời đi mặt của hắn không đến một thước đem giang giật giật nảy mình a à thiếu gia người đã tỉnh a à, nhìn thấy giang giật đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm hắn giang tiểu nô cũng bị hù dọa mặt ửng hồng nhảy dựng lên giang giật nhẹ gật đầu thần thức hướng ra phía ngoài quét qua phát hiện phượng loan đã tỉnh lại cùng thanh ngư vân phỉ ngay tại trong phòng nhỏ ăn lương khô chiến vô xong cùng tiền vạn quán gian phòng thì quan bế còn mở ra cấm chế, hẳn là đang bế quan. Hắn thần thức hướng ra phía ngoài phúc tán mà đi, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, ra ngoài ăn một chút lương khô cùng mấy người nói chuyện phiếm vài câu. Không bằng hắn cùng Phượng Loan đều như thế, không có nói cho mọi người tình hình thực tế, chỉ nói hai người còn tại nhanh chóng đi đường, hẳn là còn có mấy ngày liền có thể vượt ngang phi mã đại lục. Ăn uống no đủ, Giang giật phóng thích thần niệm bắt đầu dò xét bốn phía tình huống, một nén nhang sau hắn mặt mũi tràn đầy mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy Phượng Loan ánh mắt đưa tới, hắn kỳ quái nói ra, quái sự, kể bên này bình tĩnh đáng sợ, lại không có bất kỳ cái gì trinh sát, thậm chí đều không có quân đội điều động. Phượng Loan đôi mắt đẹp lấp lánh vài vòng, nghi hoặc truyền âm nói, công tử, chẳng lẽ phi thiên từ bỏ trả thù chúng ta? Không có khả năng, Giang giật lắc đầu, bởi vì Giang tiểu nô cùng vân phỉ tại cái này, hắn sợ hai người lo lắng, cũng không có quá nhiều giải thích. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng phi thiên sẽ buông tha cho trả thù, loại này ăn chơi thiếu ra hắn gặp nhiều, đừng nói bị hắn giết mấy người, coi như không người chết, dùng phi thiên xem phượng loan sắc mị mị bộ dáng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, kia phi mã đại lục khẳng định phát sinh đại sự, để phi thiên không rảnh bận tâm các nàng. Đạt được cái kết luận này, giang giật tinh thần chấn động, đứng dậy hú dài nói, phượng nhi, nghỉ ngơi tốt sao chúng ta đang đuổi đường mấy ngày, liền có thể xuyên qua đại lục. Tốt, công tử, phượng loan cười nhạt một tiếng, vuốt cầm nói, Tiểu nô các ngươi cố gắng ở nơi này, các loại chờ rời đi phi mã đại lục, ta lại mang các ngươi ra đùa. Dặn dò một tiếng, đế cung bên trong bạch quang lóe lên, Giang giật cùng Phượng Loan thân thể đồng thời biến mất tại bên trong cung điện nhỏ. Bên ngoài một đầu to lớn mãng xà chính chiếm cứ tại đáy hồ một cái trên tảng đá lớn, nhìn thấy Giang giật cùng Phượng Loan ra, xanh mơn mởn con ngươi lộ ra hoảng sợ ánh mắt, lại cũng không dám công kích. Ông, Giang giật đem đế cung thu hồi, cũng lười đánh giết cái này yêu vương, vạn nhất náo ra quá lớn động tính, lưu lại vết tích cũng dễ dàng bị người truy tung, Phượng Loan cũng không ý định động thủ, một tay nắm lấy giang giật thân thể lóe lên vọt ra khỏi mặt nước. Tiên chiều phía nam đi, bên kia có cái tùng lâm, người ở thưa thớt, an toàn một chút. Giang giật kịp thời chỉ đường, lần này không có khai du, thành thành thật thật để Phượng Loan mang theo đi đường. Cách mỗi 10 vạn lý, Giang giật hội phóng thích thần thức dò xét, tìm kiếm an toàn nhất lộ tuyến, đồng thời xác định phụ cận không có trinh sát hoặc là cường giả đuổi theo để cho hai người rất là kinh ngạc, vừa tối tự mừng rỡ là, năm sáu ngày thời gian, hai người đều nhanh đến phi mã Đại Lục Đông Hải bên, vẫn là không có phát hiện một cái truy binh, 10 ngày thời gian đã sớm tới, phi thiên vẫn còn không có phái người theo đuổi giết. Tốt, phía trước 10 vạn lý liền là bờ biển, nhiều nhất nửa ngày chúng ta liền có thể đến phi ảnh hải, vượt ngang phi ảnh hải liền có thể đến ám ảnh đại lục, chỉ cần lại vượt ngang ám ảnh đại lục cùng thụ thần đại lục, Đông Hoàng đại lục đã đến. Một cái đỉnh núi Giang giật thả ra thần niệm xác định bốn phía an toàn, cũng sắp đến bờ biển về sau, cả người đều buông lỏng. Hắn cũng không vội mà đi đường, thản nhiên ngồi tại trên tảng đá, duỗi lưng một cái. Hô hô, đỉnh núi gió thật to, thổi đến đứng bên cạnh lập phượng loan váy bay phất phới, phượng loan cũng một thân nhẹ nhõm ngồi xổm xuống tới, ánh mắt nhìn về phía phía đông, nhìn qua xa xa bát ngát thiên địa sướng sờ xuất thân. Giang giật cùng phượng loan song song ngồi, dư quang nhìn thấy phượng loan một mặt mê mang cùng ảm đạm, hắn dừng một chút đột nhiên lên tiếng nói phượng nhi chờ đến bờ biển ta liền đem ngươi linh hồn ấn ký trả lại cho ngươi đi ngươi cũng đừng đi theo ta hồi trở lại ngươi phượng minh đại lục đi thôi a à, phượng loan thân thể mềm mại run lên ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ lập tức lại mơ hồ nhìn qua giang giật nói công tử đây là vì sao ngươi không phải nói mười năm sau mới còn chúng ta tự do sao ha ha giang giật cười nhạt một tiếng bên mặt nói ta thay đổi chủ ý làm sao ngươi không muốn tự do còn muốn tiếp tục làm của ta tiểu nô lệ ta phượng loan nhất thời im lặng ngưng nghẹn nàng tự nhiên không muốn lại làm hồn nô ai không muốn đạt được tự do ai thích vận mệnh của mình bị người trưởng không ai thích bị người hô đến gọi đi nàng đi theo giang giật có mấy tháng mấy tháng qua nàng đã sớm quen thuộc hồn nô thân phận cũng đã quen giang giật quen thuộc nghe theo mệnh lệnh của hắn giang giật giúp nàng diệt sát ngư nhân đại đế sư si yêu đế để phượng minh đại lục vạn năm qua không cần lo lắng ngư nhân tộc tai họa hắn là đại lục ân nhân, nàng cùng Thanh Ngư cũng chân thành cảm kích nàng. Giang giật đột nhiên nói phải trả lại tự do của nàng hơn nữa thoạt nhìn không giống như là thăm dò, là thật tâm trả lại, cái này khiến Phượng Loan lại là kinh hỉ, lại là mê mang, lại là thấp thỏm lo âu. Các loại chờ ta vì sao muốn sợ hãi? Phượng Loan thân thể mềm mại run lên, nàng vừa rồi lại có một ít sợ hãi Giang giật muốn thả nàng rời đi, nàng vốn nên mừng rỡ còn đến không kịp, vì sao muốn sợ hãi chẳng lẽ lại nàng không muốn rời đi Giang giật? quen thuộc trở thành hắn hồn nô. Cái này, Phượng Loan ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Giang Giật, muốn nhìn một chút hắn có cái gì đặc biệt ma lực, lại để cho người ta không nỡ rời đi hắn. Người nhìn ta làm rất, Giang Giật không hiểu thấu sờ lên đại quang đầu, mở chừng hai mắt nói, trên mặt ta không tốn a à, chẳng lẽ lại ta gần nhất trở nên đẹp trai. Phốc phốc, Phượng Loan nở nụ cười xinh đẹp, kia mặt mày bên trong vũ mị thấy Giang Giật con mắt thẳng, Phượng Loan cũng không trả lời, mang theo Giang Giật lướt xuống sơn phong hướng nơi xa chạy vội mà ra. Ưm, ừ, chờ đến bờ biển, tự còn Phượng Loan cùng Thanh Ngư tự do đi. Giang Giật quyết định, hắn cùng hai người lúc đầu không nhiều lắm thù hận. Dọc theo con đường này đến, Thanh Ngư đi theo làm tùy tùng phục thị hắn, Phượng Loan cũng giúp hắn rất rất nhiều. Cùng Phi Thiên công tử trận chiến kia, nàng phấn đấu quên mình sông đi lên, giành được Giang Giật tán thành, trong lòng của hắn đã không có đem Phượng Loan xem như hồn nô, mà là xem như bằng Hiếu nếu là bằng hữu kia quả quyết không có khả năng lại để cho các nàng làm hồn nô, giang giật cũng lương tâm trải qua ý không đi. Mà lại ám ảnh đại lục cùng phi mã đại lục đồng dạng đại, nói không chừng hội nguy hiểm hơn, giang giật cũng không tiện liên lụy phượng loan các nàng. Công tử, thu liếm khí tức, bôn tẩu hai canh giờ, khoảng cách bờ biển càng ngày càng gần, phượng loan lại đột nhiên ngừng lại, khí tức trên thân nhanh chóng thu liếm, xông vào một cái trong rừng cây nhỏ không nhúc nhích, thần thức cũng không dám nhô ra. Tình huống như thế nào, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên không dám khinh thường đi theo dấu ở trong rừng cây nhỏ phượng loan khẩn trương nuốt một miếng nước bọt chỉ vào phía đông bầu trời nói bên kia bay tới một cái cường đại yêu thú là yêu đế yêu đế giang giật ngậm miệng lại để trong đan điền chín khỏa tinh thần ngừng vận chuyển cũng không dám nhô ra thần thức ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây nhỏ cành lá rậm rạp nhắm hướng đông góc trời uổng phí nhìn lại thu mấy hơi về sau phía đông bầu trời quả nhiên bay tới một cái to lớn yêu thú kia là một cái kim xí đại bằng điều. Hai phiến vũ dực ít nhất ít nhất dài 30 trượng, như một đóa hắc vân đem bầu trời che đậy. Cái này kim xí đại bằng điều khí thế toàn thịnh, như hắc vân áp thành làm người ta ngạt thở, nó hai phiến vũ dực có chút rung động phía dưới lập tức cuồng phong càn quấy, Giang giật hai người ẩn thân rừng cây nhỏ sở hữu cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, Giang giật cùng Phượng Loan đều kém chút bị thổi làm bay lên. Tê, tê Giang giật hít vào hai cái hơi lạnh, con người co rụt lại, toàn bộ linh hồn đều chấn động nó cũng không phải là bị yêu đế hù dọa, hắn đã từng còn liên hợp Phượng Loan chém giết qua hai cái yêu đế đâu. Hắn sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì cái này kim sĩ đại bằng điểu ngồi lấy một người, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người kia chỉ là đứa bé, một cái 78 tuổi tiểu nam hài. Này khí tức nhưng so sánh sư si kim sĩ đại bằng điều đúng là một cái linh thú mà chủ tử của hắn lại là một đứa bé con, quỷ dị như vậy hình tượng để gian giật không dám tin tưởng con mắt của mình. chương 574, chân chính hào môn, yêu đế có thể hóa hình cùng người giống nhau như đúc cái này yêu đế thực lực còn dị thường cường đại nhưng so sánh nhân loại trung giai thiên quân so phượng loan cao hơn một cái cấp bậc như thế cấp bậc yêu đế lại bị người xem như tòa kỵ đứa bé kia còn không phải giang giật trước kia gặp phải người luôn, là chân chính hài tử chỉ có bảy tám tuổi mặc một thân màu vàng áo khoác bào bên hông cài lấy một cái màu xanh biếc thắt lưng gấm trong tay cầm một cái bạch ngọc ống sáo hai chân rủ xuống giữa không trung uể lung lay, tựa hồ nơi này không phải nguy hiểm hoang dã, mà là nhà hắn hậu hoa viên. Bất quá nghĩ đến có một cái như thế cường đại yêu đế linh thú hộ vệ, lại có ai có thể bị thương đứa nhỏ này đứa nhỏ này thân phận cũng khẳng định không tầm thường, bình thường gia tộc cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám động đi. Thu, kim sĩ đại bằng điều hóa thành một vệt kim quang theo giang giật đỉnh đầu thổi qua, không có nửa khắc dừng lại thẳng tắp về phía tây phía bắc bay đi, rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất không thấy. Hô, giang giật cùng phượng loan thở ra một hơi thật dài kia kim xí đại bằng điều uy áp quá lớn nếu là hướng về phía hai người đến đây hai người khẳng định không thể đối đầu may mắn chỉ là đi ngang qua đi thôi giang giật dừng một lát đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi đường phượng loan lại một cái kéo hắn đem hắn kéo về trong bụi cỏ nàng trong đôi mắt đều là ngưng trọng nhẹ giọng nói ra công tử đừng nhúc nhích lại có cường giả tới giang giật giật mình vội vàng nằm xuống ánh mắt nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại bò, o, à, bò, o. À. Phía đông bầu trời rất nhanh truyền đến một đạo như châu tựa như ngựa tiếng kêu, tiếp lấy một cái cự đại yêu thú phá không mà đến, để giang giật trong mắt đều kém chút rơi ra ngoài là lần này tới lại là một cái yêu đế. Cái này yêu đế còn đồng dạng là người khác linh thú, hơn nữa còn là dùng để xe kéo. Cái này yêu thú dị thường xinh đẹp, là một thất độc giác thú, chiều cao tiếp cận 30 trượng, một thân đều là lông bờm màu xanh lam, bộ dáng cùng thiên mã không có khác nhau, duy nhất khác biệt là trên đầu có màu lam độc giác, trong thân thể khí thức đặc biệt dọa người. Độc giác thú trên thân buộc lấy hai cái ngân sắc xích sắt, xích sắt đằng sau nắm một cỗ chiến xa màu bạc, đây cũng không phải là cổ thần chiến xa, cái này chiến xa dài ba trượng, tựa như một cái nho nhỏ cung điện. Chiến xa phía trước càng xe bên trên có bốn cái tuyệt mỹ nữ tử, cái này bốn nữ tử quỳ gối càng xe bên trên, phía sau xe trên giường ngồi một cái bạch bào công tử, bạch công tử nhàn nhã bưng rượu ngon uống rượu, tay áo bồng bềnh, khí độ phi phàm như thần tiên bên trong người. Chiến xa hóa thành lưu quang đồng dạng về phía tây phía bắc bay đi, rất nhanh biến mất không thấy, Giang giật hướng Phượng Loan nhìn lại, thấy được nàng đầy mắt kinh ý, dừng một lát mới nói ra, công tử, vừa rồi kia bốn tên thị nữ cũng là thiên quân, mà công tử kia khí tức không kém gì phi thiên công tử thiên quân hộ vệ. Cái gì, Giang giật vừa rồi không dám nhô ra thần thức, cảm giác lực không bằng Phượng Loan, sở dĩ cũng không có dò xét đến. Vừa nghe xong tựa như gặp quỷ, vừa rồi công tử kia xem niên kỷ so với hắn còn nhỏ, đúng là thiên quân kia bốn tên thị nữ niên kỷ cũng không lớn, chẳng lẽ đều là luyện hóa linh hồn đạo văn. Không phải, Phượng Loan nhìn ra giang giật nội tâm nghi hoặc, nuốt nước miếng một cái, giải thích, ngay từ đầu đồng tử cùng vừa rồi công tử kia, cũng đều là đông hoàng đại lục chân chính hào môn con em, như thế hào môn quả quyết không có khả năng để con em nhà mình tự đoạn tiền trình. Sở dĩ công tử kia tuyệt đối là tự mình tu luyện đi lên, kia bốn tên thị nữ ngược lại là có thể luyện hóa đạo văn mảnh vỡ. Không đúng, Giang giật nhớ tới cái gì, kỳ quái nói ra, cái này luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ thần kỹ, không phải là các người phượng minh đại lục tuyệt kỹ sao. Ha ha, Phượng Loan cười khẽ lắc đầu nói, đông hoàng đại lục thần thông ngàn vạn, cái này luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ thần thông, đối với chân chính hào môn tới nói, không đáng kể chút nào. Giang giật nhẹ gật đầu, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt, thấy được thế giới này chân chính hào môn con em, cái này phô trương, khí này độ, thực lực này, ai có thể nhưng so sánh mười mấy tuổi thiên quân võ giả, đi ra ngoài còn có bốn tên thiên quân thị nữ tương bồi, xe kéo đều là yêu đế. Ừm, sang giật trong đầu hiển hiện tên kia thiếu nữ tóc tím y tiểu thư, nghĩ đến nàng kia thần kỳ bảo vật, cũng liền âm thầm bình thường trở lại. Thế giới này chân chính hào môn không thiếu bảo vật, cũng không thiếu hạ nhân. Theo bọn hắn nghĩ thiên quân rất cường đại, có lẽ tại chính thức hào môn bên trong, thiên quân cũng chính là một tên phổ thông hạ nhân đi. Ha ha ha, ngay tại giang giật cùng Phượng Loan nội tâm khuấy động khó bình lúc, phía đông truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc, giang giật cùng Phượng Loan đầu co rụt lại vội vàng giấu đi, ánh mắt xuyên thấu qua cỏ dại hướng không trung nhìn lại. Vừa nhìn xuống, hắn cùng Phượng Loan con mắt đều sáng lên, phía đông cấp tốc bay tới một thiếu nữ. Thiếu nữ này năm phương đôi tám, người mặc màu hồng phấn theo hoa quần áo, rơi xuống chân châu rõ ràng lụa nhào hồ châu váy, kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa có chút nổi lên một đôi lúng đồng tiền, nhạt mặt son phấn, dùng hai má trao chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh tốn, rõ ràng bên trong thấu đỏ. Đám hắc chỗ ngoặt dáng dấp lông mày, không phải là tranh tựa như tranh, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, kia mê người con ngươi, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người ta mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng dây lụa quán lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tiên tử khí chất. Mỹ mạo không kém gì phượng loan thiếu nữ, cũng không phải là ngự không phi hành, mà là chân đạp một cái cự đại hồ lô màu tím, hồ lô kia bên trên tán phát lấy hào quang màu tím, khí tức xa so với thánh khí kinh khủng, trên mặt nàng lộ ra kiều mỹ ý cười, chính quay đầu nhìn quanh, phát ra từng tiếng như chuông bạc nụ cười. Ca ca, nhanh lên nha, nếu là đã muộn, huyền đế thần cung bảo vật đều muốn bị người cướp sạch. Thiếu nữ đột nhiên khống chế hồ lô bỗng nhiên giữa không trung hú dài, chờ chỉ chốc lát phía đông sáng lên một đạo lưu quang, một người mặc hắc bào, mặt mũi lãnh khốc như hàn băng anh vĩ thanh niên ra giang giật phượng loan trong tầm mắt, người kia cũng không phải lăng không phi hành, mà là chân đạp một thanh khổng lồ rộng kiếm, trên thân kiếm lạnh lẽo khí thế, để giang giật cùng phượng loan ngạt thở. Siêu thánh khí, hai người trong đầu đều hiện lên ba chữ, nội tâm cũng âm thầm kinh hãi, lại là hai cái hảo môn thế gia con em. Lần này giang giật đều cảm thụ được rất rõ ràng, kia anh vĩ thanh niên thực lực tuyệt đối đạt đến thiên quân cảnh, nhìn hắn tuổi trẻ nhưng cũng bất quá chừng 20. Huyền đế thần cung, Giang giật cùng Phượng Loan liếc nhau, đều có loại hiểu ra, xem ra phi mã đại lục hoàn toàn chính xác phát sinh đại sự, phi thiên công tử là không rảnh bận tâm hai người. Những này công tử nhà giàu tiểu thư, từng cái theo nhau mà đến, rất có thể đều là đến cướp đoạt kia huyền đế trong thần cung bảo vật. Tiểu nhã, gấp cái gì, thần cung còn muốn nửa tháng mới mở ra, lại nói bên trong bảo vật người có duyên có được, không thể cưỡng cầu, là người ta vậy cũng chạy không được. Ngựa kiếm phi hành công tử thanh âm mơ hồ truyền đến, Giang giật ánh mắt lại nhìn về phía không trung, vừa vặn trông thấy kia mỹ mạo thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ hừ, khác mặc kệ, hỏa vân cung cùng khốn long thảo bản tiểu thư tình thế bắt buộc, ai dám cướp đoạt, ta tự dùng tiên hồ lô thu hắn, tươi sống đem hắn luyện hóa. Người nhà đầu này a, à, lần này tới đến người không ít, người có thể tuyệt đối đừng làm loạn, đi thôi, đi trước cát đất thành. Anh Vĩ công tử cười khổ dặn dò một tiếng, thiếu nữ kia dẫm lên hồ lô hóa thành một đạo tử quang bay mất, mà kia ngự kiếm phi hành công tử, ánh mắt lại nhàn nhạt, nhạt hướng giang giật cùng phượng loan chỗ địa phương quét qua dưới chân rộng kiếm cũng phát ra thất thải quang mang hóa thành lưu quang hướng phía tây bắc hướng đuổi theo hô người này phát hiện chúng ta may mắn hắn không có động thủ phượng loan thở dài một hơi vừa rồi công tử kia một chút rõ ràng là cảnh cáo ý vị phượng loan cùng giang giật đều không có lộ ra nửa điểm khí tức lại bị hắn phát hiện hành tung phượng loan chờ giây lát phát hiện giang giật lại không đáp lời hơi nghi hoặc một chút hướng hắn nhìn lại liền thấy đầy mắt lửa nóng, song quyền nắm chặt, trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, không nhịn được nghi ngờ hỏi công tử, thế nào? Khốn long thảo, khốn long thảo, lại có khốn long thảo, giang giật không để ý đến phượng loan, mà là tố chất thần kinh thì thảo không ngừng. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác xoắn suýt, khốn long thảo vạn năm khó khăn ra một viên, lại có khốn long thảo tin tức hắn nếu là có thể đoạt được, luyện hỏng thể chất liền có thể cải tiến, cũng có cơ hội xung kích thiên quân cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Vấn đề là, nhiều như vậy công tử nhà giàu đều đi, từng cái tu vi nghịch thiên, không phải mang theo yêu đế liền là cầm siêu thánh khí, hắn nếu là đi cướp đoạt khốn long thảo, xác định sẽ không cho một đám người phân thây. chương 575, trả lại cho các người tự do. Ô ô ô, ngay tại giang giật xoắn suýt thời điểm, phía đông bầu trời vang lên lần nữa một đạo thanh âm quái dị, phượng loan ánh mắt quét qua thân thể mềm mại lại đột nhiên rung động, vội vàng lôi kéo giang giật cúi người xuống, Giang giật cũng bị bừng tỉnh, nhìn lướt qua càng là xem cũng không dám coi lại. Phía đông bầu trời lại bay tới một người, người này xem ra rất trẻ trung, 17-18 tuổi, nhưng là trang phục lại là rất đáng sợ. Hắn cũng không phải chính mình lăng không phi hành, mà là dẫm lên một kiện bảo vật bên trên, kia bảo vật rõ ràng là một cái cự đại quái thú xương đầu, quái thú xương đầu đường kính đạt tới 10 mét, phía trên hắc quang lấp lánh, còn có màu xám cho phù văn lưu truyền, còn không có tới gần một cỗ âm phong thổi tới, để Giang giật cùng Phượng Loan tê cả ra đầu. Thiếu niên này mặc rất quái dị, một cái nam nhân vậy mà mặc một thân đại hồng bào con, tóc cũng nổ thành từng cái bím tóc, trên cổ mang theo không biết tên xương thú dây chuyền, dáng dấp ngược lại là rất khôi ngô, đáng tiếc trong mắt đều là tà quang, để Giang giật Phượng Loan chỉ là nhìn lướt qua cũng không dám nhìn nhiều, sợ gây nên người này chú ý, chọc phiền toái không cần thiết. Hừ, nhưng mà, kia quái dị thiếu niên lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét nổ vang tại Giang giật cùng Phượng Minh bên tai, đem giang giật màng nhĩ đều rung ra huyết tới. Phượng Minh trong mắt sát cơ lóe lên, giang giật vội vàng bắt lấy tay của nàng, ra hiệu không nên vọng động. Thiếu niên này mặc dù bằng vào khí thức không xác định là thiên quân cường giả, nhưng cổ quái như vậy, nói không chừng tu luyện chính là tà công, có thể không phát sinh xung đột vẫn là ẩn nhẫn thoáng cái tốt. Cũng may người này cũng không có đối với giang giật hai người quá để ý, có lẽ là vội vã đi tìm bảo, kia to lớn xương đầu mang theo trận trận âm phong gào thét mà đi, đồng dạng là đi Tây Bắc Biên công tử, không có sao chứ. Phượng Loan lấy ra một cái khăn tay, ôn nhu cho Giang giật lau trong lỗ tai tràn ra tiên huyết, gặp Giang giật khoát tay áo, nàng chấm dứt cắt hỏi, công tử, người muốn đi đoạt khốn long thảo. Ha ha, ta cũng liền ngẫm lại thôi. Giang giật cười khổ một tiếng, huyền đế thần cung nơi này nghe danh tự liền biết bất phàm, đông hoàng đại lục hào môn công tử tiểu thư chen chúc mà đến, tăng thêm phi mã đại lục một đám cường giả. Ám ảnh đại lục nói không chừng cũng phái người, huyền thiên thần cung bên ngoài khẳng định cường giả tụ tập hắn có thể hay không đi vào còn hai chuyện, coi như tiến vào hắn dựa vào cái gì cùng người khác đoạt. Lui một vạn bước nói, coi như hắn có thể cướp được khốn long thảo, hắn tuyệt đối sẽ bị thụ chúng cường giả truy sát, một cái nho nhỏ phi thiên công tử liền để hắn như cẩu bốn phía lưu thoán, giống như chúng công tử đủ truy sát, hắn coi như lên trời xuống đất cũng phải chết. Chỉ là, khốn long thảo như thế thiên địa thần dược, vạn năm khó khăn ra, mỗi lần xuất hiện một viên đoán chừng đều sẽ dẫn tới cường giả cướp đoạt, coi như cái này một gốc không đoạt, ngày sau vận khí nghịch thiên xuất hiện lần nữa, hắn còn không phải như vậy dương mắt nhìn. Không có khốn long thảo, hắn luyện hỏng thể chất tựu không có cách nào cải tiến, không thể tẩy tủy dịch cân, cũng không thể tiếp tục tu luyện nguyên lực. Lần trước hắn viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, kia nguyên lực bạo động chút nữa muốn mạng của hắn, giống như dám tiếp tục tu luyện viên thứ tư tinh thần, hắn tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Xác thịt là cái, nguyên lực là nguyên, linh hồn là bản. Cái này tam giả thiếu một thứ cũng không được, nguyên lực không đạt tới cảnh giới nhất định, coi như hắn cảm mộ một cái trung cực đạo văn cũng không phát huy được uy lực, đời này thực lực dừng bước kim cương cảnh. Võ điện cùng hắn là tử thù, Giang Biệt Ly chết tại võ điện trong tay, thù giết cha không đội trời chung, không thể không báo. Tô Như cần bị cơ thính vũ mang đến Đông Hoàng Đại Lục, kia là hắn thích nhất người, không thể không cứu, mà hắn nếu là chút thực lực ấy, coi như thiên tân vạn khổ đi Đông Hoàng Đại Lục thì có ích lợi gì, Sở dĩ nội tâm của hắn bước thiết hy vọng đạt được khốn long thảo, giờ phút này xuất hiện một viên, hắn nhưng lại chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem, cái này khiến nội tâm của hắn đắng chát vô cùng. Được rồi, vẫn là đừng đi mạo hiểm, lần này quá nguy hiểm, ta chết không sao, tiểu nô cùng vô song vạn quán mấy người cũng muốn đi theo chết, vẫn là đi trước đông hoàng đại lục tìm dư ôn đi. Giang giật cuối cùng quyết định, đương nhiên kỳ thật trong lòng của hắn có chút hy vọng xa vời, giống như y phiêu phiêu còn sống, hắn lại có thể thành công tìm tới nàng, có lẽ có thể thỉnh cầu nàng trợ giúp cứu Gia Tô như tuyết, còn như tìm kiếm khốn long thảo cùng báo thủ có thể từ từ sẽ đến. Y phiêu phiêu lai lịch bí ẩn, mặc kệ cũng không ban đêm ngàn Phật nữ nhi, bối cảnh sau lưng của nàng tuyệt đối bất phàm, dựa vào mẹ ruột của mình, Giang giật cũng không thấy đến mất mặt, dù sao hắn đối mặt chính là khổng lồ võ điện, là bác đế võ thương. Đã quyết định, Giang giật cũng không nghĩ nhiều nữa, chờ chỉ chốc lát, hắn gặp không người đến về sau cùng Phượng Loan dặn dò một tiếng cẩn thận là hơn hắn quyết định phóng thích thoáng cái thần niệm dò xét một phen tình huống chung quanh. Hắn thần thức rất nhanh vô hạn mở rộng ra ngoài, như như gió mát hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, chọn vẹn nửa nén hương thời gian về sau, hắn mới mở to mắt, khoát tay trận lại nói đi, đi bờ biển, rất an toàn. Công tử, không đoạt khốn long thảo. Phượng Loan nhìn ra giang giật vừa rồi xoắn suýt, do so dự một chút, cắn răng nói, giống như công tử thật muốn, Phượng Loan liều chết giúp ngươi đi đoạt. Ây, Giang giật nội tâm chấn động, Phượng Loan đây là lần thứ hai chủ động giúp hắn làm việc, mà lại vừa chuẩn chuẩn bị giúp hắn liều mạng, hắn không hiểu rất là cảm động, mỉm cười, đưa tay tại Phượng Loan vỗ vỗ lên bả vai, chân thành nói ra, Phượng Nhi, thật không cần, cảm ơn ngươi, đi thôi. Giang giật ngữ khí kiên định, Phượng Loan cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng mang theo hắn hướng nơi xa bờ biển bay đi. Hai người bản khoảng cách biển cả tựu không xa, chỉ là hai canh giờ phi ảnh hải tựu thấy ở xa xa cái này phi ảnh hải hòa bay thú hải đồng giạc là ngăn cách hai cái đại lục nội hải cũng không tính là rất lớn trong biển cũng không có cường đại hải yêu bất quá bờ biển ngược lại là đều là phi mã hoàng triều quân đội đề phòng so tây hải bên cạnh càng nghiêm bởi vì đối diện liền là ám ảnh đại lục ám ảnh hoàng triều thực lực không kém gì phi mã hoàng triều xuất hải đi giang giật dùng thần niệm dò xét một phen rất mau tìm đến một con đường hắn cũng không có nửa điểm trần chờ để phượng loan dẫn hắn đi trong nước vừa ra hải hai người cũng không có dừng lại, Phượng Loan mang theo hắn phi tốc vòng qua bờ biển đội tuần tra tiến vào trong biển sâu, chưa xác định phụ cận đã không có đội tuần tra về sau, Giang giật quả quyết để Phượng Loan hạ đáy biển chỗ sâu nhất, sau đó lấy ra đế cung hai người đi vào nghỉ ngơi. Lần này cũng liên tục đi đường tốt mấy ngày, hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, hai người cũng triệt để yên tâm, vào đế cung sau đều tự tìm một cái phòng tựu ngủ say. Dòng dã ngủ 8 canh giờ, Giang giật u u tỉnh lại, đầu tiên là phóng thích thần niệm dò xét bốn phía một cái tình huống xác định sau khi an toàn hắn thần thức nhô ra xem xét đế cung bên trong tình huống giang tiểu nô thế mà bế quan cũng không biết nàng phải chăng có rõ ràng cảm mộ nếu là có thể cảm mộ đệ nhị trọng mặc vũ thần công sau khi biến thân thế nhưng là có thể đạt tới thiên quân thực lực a giang giật rất là chờ mong vân phỉ cửa phòng đóng chặt tựa hồ cũng đi tu luyện hoặc là lĩnh hội vu thuật cấm chế chiến vô song cùng tiền vạn quán cửa phòng một mực đóng chặt để giang giật rất là vui mừng nhất là tiền vạn quán cái này tiểu mập mạp phiền nhất tu luyện lần này thế mà bế quan lâu như vậy xem ra là nảy sinh ác độc a à. tiểu hồ ly cũng đang ngủ say nhai tí thú tại trong một cái đại điện nằm sấp ngáy giang giật thần thức cuối cùng dừng ở phượng loan gian phòng cửa phòng không có quan hệ cũng không có xóa bỏ lệnh cấm chế phượng loan tỉnh lại cùng thanh ngư ngồi nhỏ giọng nói chuyện ông giang giật gian phòng cấm chế lóe lên hắn thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ ra phượng loan cùng thanh ngư trước mặt Hắn luyện hóa đế cùng cũng có thể trong khống chế cấm chế, tùy ý truyền tống. Công tử, Phượng Loan cùng Thanh Ngư giật mình, vội vàng muốn đứng dậy, giang giật khoát tay áo, mỉm cười nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi không cần gọi ta công tử, các ngươi cũng không phải của ta hồn nô, ta trả các ngươi tự do, các ngươi có thể trở về nhà. Chương 576 Ta muốn giữ lại, ông, giang giật đầu phát sáng lên, rất nhanh hai cái kim sắc tiểu ấn bay ra, hai cái tiểu ấn hóa thành kim quang phân biệt bay về phía Phượng Loan cùng Thanh Ngư không có vào hai người trong đầu không thấy a à, Phượng Loan cùng Thanh Ngư thân thể mềm mại đồng thời run lên hai người đôi mắt đẹp tại thời khắc này đều sáng như tinh thần nhất là Thanh Ngư mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng cuồng hỉ cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên để nàng cảm giác là như vậy không chân thật công tử ngươi Phượng Loan đứng lên kích động muốn nói gì lại không biết nói cái gì lần trước Giang Giật liền nói phải trả lại hai người tự do nàng nhất thời cũng không muốn nhiều như vậy không nghĩ tới giang giật vừa mới đến trong nước, lập tức liền đem linh hồn ấn ký còn đưa hai người, thả ra hai người tự do. Trên thực tế, giang giật cái này cách làm rất ngu xuẩn, hai cái như thế cường đại hồn nô, vẫn là như thế mỹ mạo nữ tử, người bình thường nếu là đạt được khẳng định đã sớm mỗi ngày đùa bỡn, cả một đời mang theo trên người. Đây chính là hai cái siêu cường tay chân cùng đồ chơi, có thể có được thiên quân võ giả là hạ nhân, bản thân cái này liền là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Giang giật trước kia tựu cho một cái 10 năm ước hẹn, thu hai người về sau, không chỉ có không có xâm phạm hai người, thậm chí như bằng hữu tôn trọng, còn giúp các nàng giải trừ ngư nhân tộc kéo dài vài vạn năm tới uy hiếp, mới trôi qua mấy tháng, liền muốn trả lại hai người tự do để cho hai người trở về. Việc này nếu là truyền đi, khẳng định lại có vô số người mắng Giang giật là ngớ ngẩn, hắn lần này đi đông hoàng đại lục nguy hiểm trùng điệp, không có phượng loan, hắn tỷ lệ chết cũng sẽ càng hơn hơn phân.